1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. My check testing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, hello, hello, hello. How are you all doing today? Ok, trước khi mà tớ hỏi how are you all doing today mà chẳng có ai trả lời gì cả. Có muốn tớ lấy có muốn tớ lấy bùn chét vào mặt không hử? Ok, hôm nay trước khi mà tớ sửa bài cho mọi người đấy, bây giờ tớ phải dán mỗi ngày mà tớ trước khi tớ sửa bài thì không phải là mỗi ngày đâu mà mỗi lần tớ lên mic thôi nhá, chứ không có mỗi ngày. Khi nào tớ rảnh thì tớ mới lên được, cho nên đừng có mà ngồi đấy mà mong chờ tớ xong rồi hay khi mà tớ không lên lại trách móc nhá. Bộ chừng nào mà tớ lên được đấy thì tớ sẽ ráng đi vào một cái phần grammar một tí xíu, giống như là lâu lâu cho các bạn cái tips với cái hints để các bạn nghe, các bạn biết, để khi mà các bạn viết đấy nhớ để ý nhá. Khi tớ nhắc rồi là nhớ đừng bao giờ mắc lại những cái lỗi như thế, có nghe không? Khi nào mà tớ cho một cái tí xíu về văn phạm rồi đấy, đừng bao giờ mắc lại nữa, bởi vì cái những cái tip mà tớ cho đấy thường nó rất là dễ nhớ và để ý thôi là sẽ không bị mắc phải. Thí dụ như cái gì mà tớ đã cho mọi người rồi, còn nhớ không? Cái gì, cái hint gì mà tới cho mọi người mà mọi người còn nhớ nào? Nói cho tớ biết. Ừ, cái gì? Ai còn nhớ những cái gì đâu? Viết ra. Fanboys comma. Đúng rồi. Nhớ nhá. Fanboys. Sau fanboys mà nó là một complete sentence. Nhớ nhá. Sau fanboys mà nó là một complete sentence. Thì đằng trước cái fanboy chúng ta phải có dấu phẩy. Nhớ điều đấy. Rồi đấy là một trong những điều mà phải nhớ nhé. Rồi điều thứ hai nữa biết gì? Tớ chẳng bao giờ tớ nói sau chấm câu phải viết hoa cả. Cái đấy là bạn bịa ra. Tớ chưa bao giờ tớ nhắc mấy cái chuyện đấy. Gì nữa nào? Nhớ đằng trước cái gì không bao giờ bỏ dấu phẩy không? Đằng trước cái gì không bao giờ bỏ dấu phẩy? Đằng trước subordinators. Ok, đằng trước subordinators chúng ta không dùng dấu phẩy. À, để tớ phân biệt cho mọi người giữa cái subordinators và cái coordinators. Ok, coordinators và subordinators nó đều là những cái câu dùng để nối câu. Ok, nó đều là liên từ. Nhưng cái sự khác biệt là gì? Những cái fanboys nó gọi là coordinators, ok? Coordinators là fanboys. Ok. Ngoài fanboys ra, tất cả những chữ còn lại most likely nó sẽ là subordinators. Giống như chữ when, chữ where, chữ although, even though, while. Những cái chữ đấy, đại loại là những chữ như thế nhá. Thì chúng ta hoàn toàn không dùng dấu phẩy đằng trước nó, hoặc là chữ because cũng vậy đấy. Ok. Mai mốt chừng nào chúng ta có một cái session mà riêng về grammar ấy, thì ai muốn hỏi về cái gì thì tớ sẽ nói cho. Còn cái unreal condition ấy, mai mốt tớ chỉ cho nó có vài cái từ thì mình hay xài, chỉ chú trọng vào những cái thì mình hay xài thôi. Cái gì mà 1.000 năm mới xài một lần ấy thì thôi khỏi xài, vất nó vào thùng rác nhá. Rồi nhớ này, trước fanboys phải bỏ dấu phẩy, trước subordinators chúng ta không được bỏ dấu phẩy. Subordinators là những chữ như là chữ while, because, although, when,
ví dụ những cái chữ như thế. Ok, rồi nó còn nhiều lắm, ai mà muốn biết nguyên cái list của nó đó thì đánh cái chữ là subordinate. Ok, đánh cái chữ đấy ra sẽ có nguyên một cái list cho mình tha hồ mà mình nhìn nhé. Ok, rồi cái thứ hai nữa là sau một chữ nó đã có dấu chấm rồi, không có bỏ thêm cái dấu chấm nữa để mà kết câu. Nếu cái chữ tận cùng của cái câu của mình nó đã có dấu chấm trong đấy rồi, chúng ta không bỏ thêm một dấu chấm nào nữa. Ví dụ như kết câu của mình là etc. Ok, nó có dấu chấm này rồi thì chúng ta không bỏ thêm dấu chấm nữa nhé. Rồi còn gì nữa không? Còn cái gì mà cái hiện gì đáng nhớ không? Hai chấm, dấu hai chấm chúng ta dùng khi nào? Khi chúng ta có một cái liệt kê, một cái list, đúng không? Rồi. Rồi chúng ta tắt những cái items đấy bằng dấu phẩy, nhớ nhé. Và cái item cuối cùng chúng ta không tách bằng dấu phẩy mà chúng ta nối nó bằng chữ gì? Chữ and. Đúng rồi, chúng ta sẽ nối nó bằng chữ and. Phải 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 một hồi rồi cái item cuối cùng chúng ta sẽ nối bằng chữ and chứ chúng ta không phải nữa. Sau searches, searches tùy theo, nếu mà sau nó là một list thì chúng ta sẽ dùng hai cái dấu chấm đấy nhé. Nếu nó là một list chúng ta chỉ dùng khi chúng ta khi nó là một cái liệt kê, một cái list thôi. Rồi còn ai nhớ được cái gì nữa không? Không nhớ được à? No more. Dấu chấm phẩy khi dùng để nối gì? Hai câu mà nó có liên quan mật thiết với nhau. Và cái quan trọng nhất là khi mà dùng dấu chấm phẩy như thế này, sau nó không được viết. Không được viết cái gì? Không được viết hoa. Đúng rồi. Khi dùng dấu chấm phẩy, nó chỉ được nối hai câu có liên quan mật thiết với nhau và không được viết hoa. Hai câu complete sentences có thể được nối bằng comma khi nào? Hai câu hoàn toàn hoàn chỉnh mà được nối với nhau bằng comma khi nào? Khi nó là những cái short sentences, okay, nó là những cái câu ngắn và nó phải liên quan mật thiết với nhau nhé. Hai câu đấy nó phải liên quan với nhau mà mình không muốn tách rời thì mình sẽ dùng dấu phẩy để mình cách nó ra, mà đặc biệt là nó phải ngắn nhé. Rồi còn nhớ gì nữa không? Hết rồi phải không? Dấu phẩy thì chúng ta biết rồi, cái cách dấu phẩy dùng là rất là dễ. Khi mà chúng ta muốn liệt kê chúng ta dùng dấu phẩy, khi mà chúng ta dùng fanboy chúng ta cũng dùng dấu phẩy, khi mà chúng ta làm gì nữa chúng ta dùng dấu phẩy, nối hai câu thật là ngắn chúng ta dùng dấu phẩy. Chúng ta có thể dùng dấu phẩy để làm gì nữa? Để làm gì? Để cách cái modifier, cách một cái cụm từ bổ nghĩa, nhớ không? Phải một cái, viết 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 viết, phải thêm một cái, nhớ không? Ví dụ như là mình nói là ví dụ mình nói là Michael, ok, an artist, đúng không? Để chúng ta giải thích là ai là cái ông Mike này, chúng ta dùng dấu phẩy, một cái modifier, phải thêm một cái nữa. Rồi hôm nay tớ chỉ cho thêm một cái nữa nhé. Ok. Cách dùng dấu phẩy để cách hai cái adjective mà nó independent from each other, đúng không? Dùng dấu phẩy để chúng ta ngăn cách hai cái adjective mà nó independent from each other. Làm sao chúng ta biết hai cái adjective nó independent from each other? Làm sao để chúng ta biết hai cái adjective nó độc lập? Chúng ta đổi chỗ cho hai chúng nó mà ý nghĩa của nó hoàn toàn không thay đổi. Rồi nhớ nhé.
Hai câu văn ngắn mà dùng dùng dấu phẩy là thí dụ như thế này: stop, get lost. Ok, thấy cái từ này này, stop, get lost. Ok, thí dụ một người đang nói liên tục, bạn kêu im miệng lại, biến đi cho tao. Đấy, bạn nói như thế, stop, get lost. Ok. Rồi hoặc là nhiều câu lắm, nói chung là nó cứ ngắn ngắn khoảng chừng vài từ ấy, một câu mà khoảng vài từ bạn có thể nối nó lại như thế. Ok. Rồi hôm nay ấy, tớ sẽ đưa một cái này cho các bạn này. Thì các bạn tớ bởi vì hôm nay tớ sửa bài, tớ thấy nhiều người còn bị mắc cái lỗi này quá. Có ai bao giờ nghe đến cái verb of perception bao giờ chưa? Có người nào nghe đến cái chữ này chưa? Chưa nghe. Những cái verb of perception là những cái verb mà nó là sensory verb, ok? Là những cái verb mà nó về cái những cái senses của con người của chúng ta đấy, thì nó gọi là verb of perception. Cái verb of perception mình hay thấy nhất là hear, ok? Là see. Đó, hai cái này mình hay thấy lắm nhé. Hear, see. Đôi khi mình thấy chữ feel và đôi khi mình thấy chữ notice. Ok. Nhưng mà nhiều nhất là chữ hear và chữ see. Ok. Đây là những cái verb of perception. Perception là cái gì mình thấy, mình cảm nhận được thì nó gọi là perception. Ok. Thì hôm nay ấy, trước khi mà đi vào sửa bài ấy, tớ chỉ cho cái cách dùng của những cái này. Thì cái verb of perception, perception ấy, khi chúng ta viết nó thì nó có một cái luật này như sau: không bao giờ chúng ta chia thì của một cái verb đi kế tiếp sau những cái verb này nhé. Không bao giờ chúng ta chia thì nó. Thí dụ như I see, bây giờ mình tôi nhìn thấy cô ta hát. Bây giờ thí dụ như thế đi, tôi nhìn thấy cô ta hát, I see her, đúng không? Nhiều người hay nói như thế này, I see her sang. I saw đi, I saw thì thế này nó make sense. I saw her sing. Tại vì mọi người nghĩ là ồ, saw thì cô ta đã hát thì phải là sang thì mới đúng, tại vì I saw mà, đúng không? Cái luật nó là như thế này: sau những cái verbs of perception chúng ta không có chia nó, thì nó làm sao chúng ta để vậy? Infinitive without to, nghĩa là nguyên mẫu. Without to có nghĩa là không có to. Sau những cái này đều không có to hết, thì mình sẽ nói là I saw her sing. Alright, I saw her sing. Rồi, ngoài dùng cái thể nguyên mẫu không có to, chúng ta còn có thể dùng gerund. Chúng ta có thể nói là I see her singing. Ok. Thế các bạn biết là hai cái này nó khác nhau ở chỗ nào không? I saw chứ quên. Sorry nhé. I saw her singing. Bạn có biết sự khác biệt giữa I saw her sing and I saw her singing? Thoán thoán bo câu chuyện là gì? Toàn bộ câu chuyện à? Hoặc là thấy ngang ạ. À. I saw her sing, bộ quá trình. Còn I saw singing là chắc một sự việc nào đấy. Ok, good guess. Khi mà chúng ta thấy nói một người nào đấy, I saw her sing. Ok. Thì có nghĩa là sao? Người ta muốn diễn tả là một cái hành động là mình actually mình ngồi đấy mình nghe người ta hát nhá. Mình ngồi lại mình nghe người ta hát. Có thể là nó cũng không toàn bộ đâu, nhưng mà mình ngồi đấy để mình thưởng thức. Rồi một hồi nữa mình đi mà người ta không hát hết cũng được, chả sao. Vẫn là I saw her sing. Ok. Nhưng khi mà chúng ta chứng kiến một cái người nào đó đang làm gì và chúng ta chỉ có nghe qua và chúng ta đi ngay, nó
Chúng ta là một cái interruption, chúng ta làm gián đoạn cái sự việc mà người đấy đang làm ấy, thì chúng ta sẽ gọi là làm gián đoạn nhưng mà không có bother người ta đâu, ý là người ta đang hát, tự nhiên mình đi ngang qua mình thấy cô ta đang hát. Tiếng Việt nó chỉ là như thế đấy, tôi thấy cô ta đang hát đó, nói chung là như thế, cô ta đang hát hò, tự nhiên mình đi qua mình thấy cô ta hát đấy. Thì lúc đấy nó sẽ nói là I saw her singing. Tại sao? Bởi vì rất là dễ dàng, chữ singing này nó là một gerund, mà gerund thì chúng ta thường chia ở trong câu gì? Ở trong cái câu ở thể gì? Thể tiếp diễn, đúng rồi, ở thể progressive hay là continuous, đúng rồi. Thì có nghĩa là một hành động đang diễn ra mà bị chúng ta interrupt. Thì lúc đấy mình sẽ nói là I saw her singing. Ok? Bạn chỉ cần nhớ như thế thôi là xong nhé. Mai mốt khi trước khi bạn chia một cái động từ nào mà bạn thấy có những cái verbs perception, bạn không bao giờ bạn chia cả, bạn để nguyên mẫu như thế. Ok? Bạn để nguyên mẫu như thế, không bao giờ dùng to với nó. Bạn chỉ có hai phương án để bạn chọn thôi. Một là infinitive without to. Hai là gerund. Ok. Một là infinitive without to. Hai là gerund. You got it? Ok. Làm sao mình biết một cái verb perception? Đấy là những cái verb mà nó nói về gì? Những giác quan của mình. Ok. Nó nói về những cái giác quan của mình, những cái cảm nhận được của mình, thì nó gọi là cái verb perception. Alright. Rồi. Còn một cái này nữa, nó không quan trọng lắm, nhưng mà mình cũng nên biết. Đấy là chúng ta cũng có thể dùng past participle. Cái này ngày hôm qua Sinner có nói rồi. Các bạn nhớ là Sinner nói là she died unmarried không? Có ai nhớ cái đấy không? Ok. Mình có thể dùng những cái verbs of perception theo sau đuôi của những cái verbs of perception này, chúng ta có thể dùng past participle. Ok. Ví dụ như bây giờ bạn ngồi ở đâu đó trong một đám đông với lại một người bạn. Người ta đang chờ một cái gì đến, ví dụ đi thi Vietnamese Idol đi. Ok. Hai đứa lơn tơn đi vào phòng thi Vietnamese Idol. Thì trong đấy có rất là nhiều người ngồi đợi với mình và chờ gọi đến tên để đi vào cái audition room để mà chúng ta trình bày tài năng của chúng ta. Thế thì cô bạn của bạn mới lơ ngơ làm sao ấy, không có nghe được cái tên của cô ta mà bạn lại nghe tên của cô ta. Một hồi nữa bạn đi đâu về, cái cô bạn mới hỏi bạn là ê, mày có nghe người ta gọi tên tao chưa thế? Cái xong rồi bạn mới nói ủa, thế à? Tao nghe người ta nói vài lần luôn rồi ấy, thế sao mày không nghe à? Đấy, thì bây giờ cái câu này mình sẽ nói là I heard your name repeated several times. Đấy, bạn thấy cái chữ repeated này nó là một past participle. Ok? Động từ là repeat, có nghĩa là lặp lại. Repeat, repeated và cuối cùng là past participle, nó sẽ là repeated again. Thì sau những cái verbs of perception, chúng ta có thể theo sau đuôi của nó. Ok. Một cái object, rồi chúng ta có thể gắn một cái past participle vào trong đấy. Không cần time gì cả, chả cần time gì cả. Cứ dùng y chang là như thế. I heard your name repeated several times. Thiếu chữ S đấy bạn ạ. Ok. Nhớ nhớ là như thế nhé. Vậy thì chúng ta có 3 trường hợp. Một là nguyên mẫu không có to. Hai là gerund form và ba là past participle. Got it? Ok. Mà thường thường past participle của một cái verb ấy, nó hay được dùng như là một tính từ, nó được dùng như là một adjective vậy đấy. Ok. Rồi coi như cái đấy là một cái chút xíu cái hint cho các bạn khi các bạn viết bài nhé. Mai mốt tớ mà còn thấy những cái hint này, những cái lỗi như thế này là tớ cứ lem ra, tớ dìm out hết đấy.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái phần sửa bài nhé. Thế thì có ai có muốn xung phong cho tớ sửa bài của mình không? Người nào khôn ấy thì giơ tay lên. Người nào muốn tớ sửa bài cho nào? Dạ. Rồi, em Miro muốn tớ sửa bài. Tớ đi tìm bài của em Miro nhé. Chỉ có những cái bạn mà post bài ở trong cái forum ấy thì tớ mới sửa thôi nhé. Rồi, để tớ tìm cái nick của Miro ở đâu. Rồi, Miro đây. Miro làm bao nhiêu bài? Hình như hôm nay tớ có sửa cho Miro một bài đấy. Cái bài Week 4 Writing. Ok. Oh, you have quite a few errors. Ok. Tớ rửa hết. Nói chung là tớ cứ đi lòng vòng, tớ mà thấy ai là con bê bị bỏ rơi mà không có người sửa thì tớ sẽ sửa cho. Ví dụ như tớ đi vào cái for cái thread của cái người đấy đấy, mà tớ thấy cái thread nào mà không có ai ghé thăm mà sửa bài mà đề số 0 ấy thì tớ đi vào đấy tớ sửa. Rồi, mình thấy bạn này viết như sau. Hy vọng sẽ được bạn giúp đỡ để mình cải thiện kỹ năng writing hơn. Miro xin cảm ơn ạ. Bây giờ đây là bạn Miro đây nhá. Bạn ấy đồng ý cho bạn ấy được lộ diện và xuất hiện cùng mọi người. Chúng ta hãy cùng nhau cho bạn Miro một cả tràng pháo bông. Ok, câu đầu tiên của Miro này. Mirror nói là Mirror phải đặt câu với cụm từ watch out for. Ok, Mirror phải và phải phải đặt câu với cái cụm từ đấy. Remember to watch out for thieves when you are in a crowd. Ok. Nếu các bạn nhìn vào trong đấy các bạn thấy bị sai cái gì? Bây giờ các bạn trả lời cho mình nhé. What is the subject of the sentence? I remember. Cái câu nhớ bạn nhớ nhé. I remember. Thì nó không có kiểu là hurt với VOC nhé. Ví dụ như nếu mình nhắc bạn làm cái gì, mình sẽ nói bạn là remember to do this. Okay, remember to do that. Nếu mà tới nhắc bạn. Okay. What is the subject of this sentence? Somebody keep punching on the keep ringing the doorbell. I think somebody's downstairs. Okay, wait for me a little bit, okay? Ok, giờ chúng ta bắt đầu tiếp tục nhé. Câu hỏi của tớ là cái subject của chúng ta là gì nhé? What is the subject of the sentence? Câu trả lời chỉ có một người đúng thôi, hai người đúng thôi. Cái subject là you. Ok, I'm talking to you. Cái verb của cái câu này là gì? Cái verb của cái câu này là gì? Là remember. Ok. Remember. Ok, you remember. Ok.
Remember làm cái gì? Remember to watch out for thieves. To To watch out watch out for for có nghĩa là coi coi chừng, chừng, trông trông chừng. chừng. Để ý thì gọi là to watch out for. Ok. Đây là một cụm không thể nào bị tách ra, nó phải đi chung với nhau. To watch out for. For thieves. Ok. Thì trong câu này chúng ta thấy là có chữ thief. Thief số ít là kẻ cướp, kẻ cắp. Đúng không ạ? Số nhiều chúng ta cái luật mà bỏ số Drop nó đi. Drop có nghĩa là bỏ nó. Drop the F. Okay, and add the VES in there. Okay. Mình sẽ drop the S and the F và mình sẽ add VES vào. Nhá. Vậy là thieves là những kẻ cướp hay kẻ trộm, những cái kẻ ăn cắp ấy. Okay. Ăn cắp. Nói chung là kẻ ăn cắp thì nó gọi là thieves. Rồi câu này nhé, nó chỉ sai có một chỗ thôi, đấy là chữ thieves. Ok, bạn để ý. Khi mà tớ thấy vào cái chữ thieves này mà bị spell sai như thế này, tớ sẽ viết là wrong form. Ok, wrong form. Wrong form có nghĩa là không có đúng cái dạng từ của nó. Ok, wrong form là không có đúng cái dạng chữ ấy mà. Ok. Câu này có nghĩa là gì? Hãy nhớ trông chừng để ý những kẻ trộm khi bạn trong một đám đông. Okay. When you are in a crowd. Okay, trong một đám đông. Câu thứ hai nhá. I promised myself not to stand up to my parents no matter what happened. Okay, I promised myself not to stand up to my parents no matter what happened. Okay, thì trong đây chúng ta có một cái cụm từ gọi là to stand up to. To stand up to có nghĩa là chống lại nhá. Chống lại. Khi bạn stand up to, bạn chống lại để bạn bảo vệ một cái gì đấy hoặc là chính bạn thì gọi là to stand up to somebody, okay, or to stand up to một cái thế lực nào đấy. Rồi I promise myself, I là chủ từ này, promise là động từ này, I promise, promise, mình có thể nói là I promise to myself được không? Được không các bạn? Tại sao lại không? Tại sao mình không thể promise to yourself được? I promise to myself. It's a better way of writing. Okay? You promise to yourself. You promise yourself. It means different. I promise myself like I do it myself. Okay, I promise to myself is actually you promise to yourself. You, what do you promise to yourself? Not to stand up to your parents. Okay, so I promise to myself not to stand up to my parents. No matter what happens. Okay, no matter what. What ở đây là third person singular, đúng không? No matter what happens. I promise you. If I promise to you thì không được, nhưng mà lại đến với chính mình thì lại phải promise to yourself. Nó giống như là một lời mà bạn phải bạn quyết tâm là bạn phải làm như thế đấy. Còn khi bạn nói với là một người khác thì I promise to do something for that person or I promise him. We don't say I promise to him. Okay?
I think the to myself is more like something that tự nhủ, mình tự nhủ đấy. Nó có cái kiểu như thế đấy. Rồi trong cái câu này chúng ta có I promise to myself not to stand up to my parents no matter what happens. Rồi cái lỗi ở trong đây là cái lỗi happen. Chúng ta bị wrong form again. Nó phải là no matter what happens. Đúng không? Nhớ nhé, ngôi thứ ba mà số ít chúng ta phải đổi cho nó đúng cái dạng của nó. Đúng rồi. He promised to himself. We promised to ourselves. Nhớ cái câu đấy nhé. Câu số 3 này. Jack's mother let him stay over at Mike's house. Okay. Jack's mother let him stay over at Mike's house. Bạn có thấy câu này bị sai cái gì không? Rồi, không có nhé bạn nhé. Câu này hoàn toàn là perfect. Rồi, thêm một cái này để bạn để ý. Sau cái chữ let, động từ đi kế tiếp phải ở dạng nguyên mẫu không to. Bạn nhớ nhé, sau chữ let, nếu chúng ta dùng một động từ khác, nó phải ở dạng nguyên mẫu không có to. Ok, let him do it. Chứ mình không nói là let him does it. Ok. Let him speak. Chứ mình không nói là let him speaks. Alright. Câu này hoàn toàn đúng. Bây giờ mình đi qua cái câu kế tiếp là câu số 4 này. Câu số 4. I love that skirt so much, but when I tried on it, it was not fit with me. Okay. Câu này có rất là nhiều mùi nước mắm phải không bạn? Bắt đầu bây giờ mình sẽ từ từ đun cho nó bốc bớt nước mắm đi nhá. Chúng ta bỏ mùi cheese với lại mùi mùi sữa vào trong đấy. I love that skirt so much. I love that skirt so much. But when I tried on it, it was not fit with me. Okay. Now, chủ từ của chúng ta là gì? Chủ từ của chúng ta là I. Rồi kế tiếp, cái verb của chữ I đấy là love. Một câu lúc nào cũng phải có chủ từ và động từ. Bạn nhớ điều như thế nhé. I love. Good. Bạn love cái gì? Bạn love cái skirt. Right. But which one? That one. That skirt. Okay. Which one do you like? I like that skirt. How do you like it? How do you love it? So much. Bạn yêu nó như thế nào? Rất nhiều. Đúng không? I love that skirt so much. Okay. But when I try on it. Bạn thấy ở trong đây mình có cái fan chữ but này. Thì bạn này bị sai một cái là không có dấu phẩy đằng trước đúng không? Bởi vì sau là nó có chữ là I tried on it. Bạn thấy chưa? Rồi, thiếu ở ngay chỗ đó một dấu phẩy. Nếu mà mình bỏ vào dấu phẩy ở chỗ đó, tự nhiên đằng sau này nó lại có thêm một dấu phẩy nữa. Phải tiếp. It was not fit with me. Đây lại là một cái câu khác. Thì chúng ta lại bị run on. Đấy. Đằng trước có dấu phẩy, rồi đằng này, đằng cuối cùng là it was not fit with me là một câu khác nữa. Đúng không ạ? Thì chúng ta bị run on sentence ở đây. Rồi, bây giờ có một cái cụm từ là try on something. I try on it. To try something on. Bạn không có try on something. Bạn nói là to try something on có nghĩa là thử. Nha. Yeah. Try something on. So, but when I try it on, mình sẽ nói là tried it
on. Mình không có nói là try on it. It was not fit with me. Một cái gì đấy nó không có hợp với mình ấy thì mình gọi là it doesn't fit me. It doesn't fit me. Chứ mình gọi là it was not fit with me. Okay. Nhưng mà nó vẫn có cái gì đấy bị sai. Đấy. Cho nên bây giờ nếu mà mọi người viết ra cái câu này nhé. I love that skirt so much, comma, but when I try it on, chấm, it doesn't fit me. Ở trong đây bạn này bạn viết thì quá khứ mình phải là it did not fit me. It did not fit me bởi vì bạn ấy đang nói là tried. Có nghĩa là quá khứ đúng không ạ? I love that skirt so much. Phải. But when I tried it on, chấm, it didn't fit me. Bạn làm ơn bạn viết ra cho tớ cái câu đấy đi nào. Và bạn Miro, sau khi bạn nghe cái phần này, bạn phải lên vào cái forum, bạn sửa cái bài của bạn lại nhé. Và bạn phải post lên, chứ không phải là nghe rồi rồi cứ để đấy nhé. Khi bạn post lên như thế đấy, các bạn khác vào để người ta có cơ hội, người ta coi cái comment và cuối cùng họ coi những cái câu bạn sửa lại nó như thế nào, thì họ sẽ cùng bạn thành đôi bạn cùng tiến nhé. Rồi, mình nhìn vào trong đấy mình thấy là I love that skirt so much, phải một cái, but when I tried it on, it did not fit me. Rồi, cái câu này khi chúng ta ngắt nó ra như thế này thì nó hoàn toàn là đúng, nó không còn sai nữa. Nhưng tớ lại thấy là nếu như tớ có thể làm cho nó thành một câu thì cái ý của tớ nó sẽ được liền mạch, nó được xuyên suốt hơn. Thế thì bây giờ mọi người có muốn thử không? Làm sao mà nối hai câu này lại thành một câu? Có ai muốn try không? Nào, không muốn cũng phải làm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's try. Okay? Let's read these two. Okay? These two sentences. Để tớ coi ai là người làm hay nhất. I love that skirt so much, but it didn't fit me when I tried it on. Bingo! Rồi, chúng ta đã có được câu trả lời với người đầu tiên. Very good try, okay? That exactly what I would do. Okay? Câu của bạn Gia Hân công chúa, sinh năm 1993. I loved that skirt so much, but it didn't fit me when I tried it on. Okay. Perfect. Bạn là còn bạn Quang Thành thì mình nói cho bạn là mình phải nối ba cái câu này lại với nhau, hai cái câu này lại với nhau mà, đúng không? Có nghĩa là mình nối làm sao mà mình đừng có bỏ nghĩa của nó. Rồi bây giờ mình sẽ qua câu kế tiếp. Đấy thì các bạn có thấy là chúng ta chỉ có những cái câu đơn giản như thế này thôi. Nhưng mà khi chúng ta viết mà chúng ta biết sắp xếp ý tưởng thì cái câu của chúng ta nó sẽ trở thành rõ ràng và mạch lạc, phải không ạ? Tớ đang nói mà mẹ tớ nói là sao mày bắt kỳ thế? Rồi câu kế tiếp nhé. Câu kế tiếp là câu số 5 này. Câu số 5. Mike forgot turning the lights in his shop off so many times. Câu này nó có nghĩa là câu này nó có nghĩa là cái ông Mike này nè lúc nào cũng quên tắt đèn đi mà rất là nhiều lần rồi, nhiều lần rồi. Ở cái shop của ông là cái chỗ chỗ làm việc của ông á thì nó gọi là cái shop. Okay. Mike forgot turning the lights in his shop off so many times. Okay. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn vào câu này để mình coi coi cái
cái subject nó là gì nghe. Subject của nó là chữ Mike. Okay. What does Mike do, or what did Mike do? He forgot, right? He forgot. So Mike and forgot. Vậy thì chúng ta đã có được cái subject và chúng ta đã có được cái verb, right? Mình đã có được cái subject và mình đã có được cái verb. Okay, that's good. Ông ta quên cái chuyện gì? Okay, ông ta quên cái chuyện mà tắt đèn. Ở trong đây cái cụm từ của mình là turn off. Okay, turn off. Vậy các bạn biết cái cụm từ turn off này nữa, tùy theo ha, các bạn có tùy theo các bạn coi nè ha, turn off. Ở trong đây có thể là bạn có thể bỏ turn something or someone off. Okay, bạn có thể bỏ someone or something in between, but be careful. Okay, tại vì nó sẽ có nghĩa khác nhau. Khi mình nói turn someone off có nghĩa là mình làm cho cái người đó mất hứng, không còn hứng nữa. When you turn someone off, bạn làm cho cái người đó mất hứng. Và khi bạn bỏ một cái đồ vật nào đó đi vào giữa thì nó lại ra là ồ, cái vật đó nó đâu có tình cảm, đâu có gì đâu mà làm cho nó cục hứng. Okay. Khi người ta sử dụng cho những cái things á, họ mình có cái tendency là có cái khuynh hướng đó là mình sẽ nói là turn off cái gì đó. Okay. Ví dụ nói về đèn nè, nói về tủ lạnh nè, nói về nước nè, không, mình sẽ là turn off cái lights. Okay, turn off the lights. Okay. Turn off the water. Turn off cái gì đấy. Okay. Bạn nhớ là bạn phải để ý cái chuyện đó. Turn off cái gì đó. Đừng có tách nó ra. Khi nào mình nói về người làm cho người ta cục hứng thì mình tách nó ra rồi mình nhét cái người đó vào giữa. Okay. Alright, vậy trong câu này mình sẽ nói là Mike forgot. Đừng có nói là turning off, bởi vì cái việc này là ổng phải làm ha, thì mình sẽ dùng cái infinitive ở trong này chứ mình không có dùng gerund. Forgot to turn. Okay. Forgot to turn. Mike forgot to turn off the lights. Okay. In his shop many times. Okay, in his shop so many times, hoặc là many times đều được hết. Ok, vậy ở trong đây á mình chỉ có một chút xíu là nhắc là như vậy ha. Cái chữ turn off thì mình ráng mình keep it together khi mà mình nói về cái đồ vật. Rồi number 6. Cái này không phải là thói quen lặp đi lặp lại, ý là những cái này nó làm trong quá khứ thôi chứ nó không phải là một cái thói quen. Hoặc là mình muốn thì mình nói là he always, okay? He always forgets, thì mình có thể nói như thế. Câu số 6 à. Because Tom lied Mary many times, she decided to break up with him. Okay, because Tom lied Mary many times, she decided to break up with him. Okay. Ở trong này đó mình sẽ thấy là có mình cái người này bắt đầu từ cái chữ because. Okay. Because là một subordinator, okay? Tom lied. Tom là chủ từ, lie là verb. Tom lied thì chúng ta đã có cái chủ từ và một cái verb đi với nhau rồi. Okay. Mary là một cái object. How many times? Many times. Okay. How often? Many times. Ở trong đây đó, cái động từ to lie. Okay. Thì nó sẽ có một cái giới từ đi sau nó, đó là to lie to someone. Okay.
Okay, to lie to someone. Cái này mình phải nhớ nghe. Mình đừng có expect là trong từ điển nó sẽ nói cho mình. Có từ điển nó nói và có từ điển nó không. Cho nên là khi mình làm những cái này mình phải nhớ. To lie to someone. Vậy thì ở trong đây mình sẽ viết là because Tom lied to Mary many times. Ở trong đây nó có thêm một cái phần nữa là many times. Có nghĩa là đây là một cái trường hợp mà xảy ra từ lúc này cho đến lúc kia. Thật ra cái thì á, nó nên được dùng là thì perfect. Ok. Mình phải dùng cái thì perfect. Mà ở trong đây người ta xài past tense. Vậy thì mình phải dùng past perfect. Ok. Bởi vì mình thấy không, she decided nó là past tense đúng không? Cho nên mình phải dùng past perfect. Rồi bây giờ bạn có một cái idea để dùng thì perfect chưa? Thì perfect chúng ta dùng khi mà chúng ta muốn diễn tả một cái gì đó nó xảy ra ở một cái thời điểm nào đó mình không có biết. Và cái này nó cứ lặp đi lặp lại, nó kéo dài 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 ra cho đến cái thời điểm mình đang nói. Nhưng mà cái này nó cũng xảy ra y chang như vậy đó, nhưng mà tất cả những chuyện này nó đều xảy ra trong quá khứ. Cho nên mình dùng past perfect. Ok. Thì chúng ta sẽ nói là because. Không, mình không dùng present được bởi vì tất cả những chuyện này nó đều xảy ra ở trong quá khứ rồi. Ở thì hiện tại này nó không còn, người ta mấy cái này nó không còn true nữa. Ok, nó không còn là sự thật nữa. Cho nên chúng ta mới dùng past perfect, ok? Because Tom had lied to Mary many times. Người nào không hiểu lắm thì skip it. Ok, let it slip. Người nào không hiểu thì let it slip, bởi vì bạn chưa có học thì bạn không biết. Bỏ nó đi, học mấy cái dễ trước, ok, rồi từ từ sau này làm những cái câu đơn giản quen rồi đó thì bạn sẽ làm qua những cái câu như thế này. Ok, bạn sẽ nói là because Tom had lied to Mary many times, comma. Rồi, bạn thấy không? Khi cái subordinator nó được viết ở đầu câu đó, giữa câu mình phải có dấu phẩy để mình tách cái complete sentence kế tiếp. Ok. Nhớ cái điều này nghe. Nếu như bạn muốn đảo ngược lại thì bạn không có cần dấu phẩy. Nếu bạn đảo ngược lại bạn sẽ nói là Mary decided to break up with Tom because he had lied to her many times. Thì bạn hoàn toàn bạn không có cần dấu phẩy đó. Ok. Rồi, bạn đã có subordinator, có subordinator rồi, chúng ta không có dùng fanboys nữa. Ok. Bởi vì mình đã có subordinator rồi mà tại sao mình lại dùng fanboys ở trong này? Ok. Vậy thì cho nên cái câu này mình sẽ nói là because Tom had lied to Mary many times, comma, she decided to break up with him. Ok. Rồi một cách khác thì chúng ta làm là Mary decided to break up with Tom because he had lied to her many times. Ok. Đó, cái đó là cái câu sửa nghe. Và bây giờ chúng ta sẽ đi qua câu kế tiếp là câu câu số 7. Paste. Đây là câu số 7. After having saved up money for 3 years, I could afford to buy a car. Ok. Sau khi để dành được tiền trong vòng 3 năm, tôi đã có thể mua được một chiếc xe. Ok. Chiếc xe hơi đó. Rồi, các bạn thấy là ở trong đây bạn này bạn có một cái cụm nó gọi là cái modifier. Bạn nhớ nha, trước khi bắt đầu một cái câu mà người ta có một cái câu mà không có hoàn chỉnh á, mà không có chủ từ gì hết á, thì cái đó thường gọi là một cái modifier. Ok. Mà cái modifier, khi bạn có một cái modifier dắt ở cái đầu câu đó, cái chủ từ nó phải theo liền ngay sau. Ok. Thế bạn mới hỏi là who saved up money for 3 years? Câu trả lời là I.
Cho nên là cái chữ I nó theo sau cái modifier này là đúng. Ok, thứ nhất nó là đúng. Nhưng mà bây giờ chúng ta hãy nhìn vào trong cái modifier để chúng ta coi cái cấu trúc của cái modifier này nó có đúng hay là không. Ok, after, after này nó là một gì các bạn? Một subordinator. Đấy, after nó là một subordinator. Chữ after với chữ before nó cũng giống như thế đó. Ok, after having saved up. Ok, chữ having, vậy nếu mà bạn không rút gọn thì mirror sẽ viết làm sao? Nếu như mirror không có rút gọn thì mirror làm gì? Cái câu mà original của nó là gì? After I had saved up. After I had saved up for 3 years. After I have saved up for 3 years. Ok. Khi mà bạn nhìn vào trong đây bạn thấy cái gì? Cái động từ là save up. Cái cụm từ save up có nghĩa là để dành. Mà khi bạn nói là để dành đó, nếu mà bạn nói là I saved up for 3 years already, bạn không cần phải nói money ở trong đó. Ok. Bạn nói là I have saved up for 3 years already. Thì cái chữ money nó không có cần thiết để phải bỏ vào trong đó. Khi mà người ta nghe cái đó là người ta biết ngay là mình save cái tiền. Ok. Rồi, khi mình rút gọn cái câu này đó, nó không có cần phải having saved up, mà mình chỉ cần nói là after saving up for 3 years. Ok. After saving up for 3 years. Rồi mình phẩy một cái I. Rồi could afford to buy a car. Mà cái câu này nếu mà mình nói I could afford to buy a car thì nghe nó không có được trôi chảy cho lắm. Cho nên mình cần phải add thêm một cái gì nữa. Ok, tôi sửa bài cho mirror, tôi có bỏ sau cái chữ I. Tôi nói là thêm adverb vào đây. Vậy thì các bạn nghĩ coi cái adverb nào mình bỏ vào cho nó nghe cho nó hay. After saving up for 3 years. Phải một cái. I. So đâu có phải là adverb đâu. I finally, very good. Tại vì mình kể ra nguyên một cái thời gian dài như vậy à. I finally could afford to buy a car. Bạn thấy không? Khi mà bạn bỏ một cái adverb vào trong đó, cái câu của mình tự nhiên nó chảy. Cái dòng tư tưởng nó chảy mà nghe nó có đầu, có đuôi, có xuôi, có ngược. Đúng không? After saving up for 3 years, phải I finally, okay, could afford to buy a car. I eventually, okay, eventually I could afford. Okay, nếu bạn dùng cái chữ eventually thì bạn phải để cái chữ eventually đằng trước chữ I thì nghe nó mới trôi chảy nghe. After saving up for 3 years, phải một cái eventually. Nghe cũng hơi kỳ vậy nha. Bạn sẽ dùng như thế này. Eventually, I could afford to buy a car after saving up years. Ha, bạn nói như vậy thì nó lại flow. Ok. Bạn bỏ cái chữ eventually lên lên đằng đằng trước ha, bạn nói vậy. Eventually, I could afford to buy a car after saving up money for 3 years. It sounds much better and it has a flow in it. Okay? Nó có một cái dòng chảy của tư tưởng nằm trong đó. Bạn thấy không? Khi bạn tập viết đó, I recommend đổi câu qua, đổi câu lại, đổi câu tới, đổi câu lui, coi cái câu nào mà nó sound good to your ears. Okay?
If it sounds good thì mình mới feel good. Ok, khi mình tập viết ráng làm như vậy nha, sắp xếp ra hết tất cả các ý, cái ideas của mình, bắt đầu mình connect nó lại với nhau. Khi mà mình connect với nhau cái mình bắt đầu mình tập, mình có thể đổi cái idea này lên đây không, mình có bỏ cái idea này giữa không, mình muốn làm cái idea này ra làm sao, bỏ thêm chữ gì nghe cho nó hay, không biết chữ này xài có được hay là không, không biết là xài cái này có đúng không. Khi bạn có những câu hỏi như vậy thì bạn đi lên để bạn tìm bất cứ một người helper nào, bạn hỏi người ta, ồ nếu mà em dùng ở trong đây thì cái nội dung như vậy nè, thì cái chữ này nó có hợp được hay không. Bởi vì mình không là native speakers mà, mình không có xài từ thường xuyên, mình đâu có biết là chữ nào nó hợp với chữ nào hay không. Right? Người ta gọi là cái word choice á, mình không có biết được, cho nên là nhiều khi mình bị stuck như vậy thì mình đi hỏi người ta. Người ta thấy cái gì đúng thì người ta sẽ nói cho mình nghe rồi bắt đầu mình đặt câu. Ok. Rồi bây giờ đến câu số 8. Yeah, viết đi, viết lại chừng nào mình thấy hay rồi mình hãy post. Ok. Câu số 8 nè. I'm so sorry for not serving you coffee because I just ran out of it this morning. Ở trong đây bạn này phải xài cái câu là ran, to run out of. Ok, to run out of. To run out of nó có nghĩa là hết một cái gì đó, gọi là run out. Bạn có thể run out of time, bạn có thể run out of gas, bạn có thể run out of money, bạn có thể run out of friends too. Ok, you run out of friends. All your friends gone. You run out of friends. But it sounds a little bit weird, okay? Thường thường người ta nói cái cụm từ run out of, thường thường đa số là nó nói về money, về những cái thứ mà mình xài được á, thì nó dùng cái này rất là nhiều, okay? I'm so sorry for not serving you coffee. Tôi rất là tiếc là tôi không thể nào phục vụ bạn cái món cà phê. Bởi vì sáng nay tôi mới hết cà phê rồi. Ok, tôi mới hết cà phê sáng nay à. Okay. Bây giờ bạn nhìn vào trong đây ha. Bạn thấy có cái nào mà nó hơi nghe hơi kỳ cục đối với bạn hay là không? Có à, có chữ serving. Nếu mà bạn thấy cái chữ serving nó hơi kỳ cục thì bạn sẽ sửa như thế nào? I'm so sorry for, thì đằng sau chữ for lúc nào cũng theo là một gerund, right? Mà ở đây nó là một negative thì mình bỏ là not vào. Ok. Thank you for not doing that. Cái đó có được không các bạn? Thank you for not doing that. Được hay là không được? Được không? Good job. Tại sao lại không? Right? So, I'm so sorry for not serving you. Được không? Được chứ sao không được? Right. Serve, thí dụ người ta serve cái gì cho mình đó. Serve you a cup of coffee. Okay. Serve you something. I'm so sorry for not serving you coffee today. À, mình phải nói cái câu today nữa thì nghe cho nó hoàn thành một cái câu, okay? I'm so sorry for not serving you coffee today. So I serve you coffee every day. Right? I serve you coffee every day. But today, I'm so sorry for not serving you coffee. Okay. Why? Why can't I serve you coffee today? Because I ran out of it this morning. Ở trong cái câu này á, thì hoàn toàn được mình có thể dùng simple past được nha bạn. Bạn không cần phải dùng cái thì gọi là simple perfect. Mình không cần phải dùng present perfect. Ok, mình không để mình nói là vừa mới hết, mình không cần. Mình kêu là this morning là mình hết, nó có một cái thời điểm là this morning. Ok, cho nên chúng ta có thể dùng simple past, no problem. Ok,
bạn đó dùng past simple, past, past, chứ không phải là past. Bạn past này có nghĩa là trôi qua, chứ không phải là quá khứ. Ok, trôi qua hoặc là giao qua cho ai, tự truyền qua từ người này đến người kia. Ok, simple past và past, past simple hả? Mình chưa có bao giờ mình nghe cái past simple cả. Mình chỉ nói là simple past mà thôi. Ok. Thì đó là câu sửa ha. Chỉ bỏ thêm cái chữ today vào ở cuối sau cái chữ coffee thôi, để nghe cho nó có một cái flow nằm ở trong đó ha. Hơi rườm rà cho nó đơn giản ha. Ok. Thường á mình chỉ dùng cái thì present perfect. Ok, gọi là present perfect khi mình diễn tả một cái gì nó xảy ra trong quá khứ, nó leo đến hiện tại, hoặc là mình bỏ thêm chữ just ở giữa cái chữ have và động từ á, để diễn tả một cái gì mới xảy ra. Ok, mới xảy ra thì mình dùng vậy. Ok, number 9, I wish somebody could pick me up when I arrive at the airport tomorrow. Okay. I wish somebody could pick me up. Ở trong đây bạn này dùng cái cụm từ là pick up. Nghe bạn nhé. Pick up. To pick something up or to pick someone up. Có nghĩa là đón ai. Ok, đón ai. When I will arrive, không ai nói gì hết nha bạn nha. Câu này không có gì sai cả. I wish somebody could pick me up at the airport. Okay. Tomorrow, hoặc là bạn có thể nói y chang các bạn này. I wish somebody could pick me up when I arrive at the airport tomorrow. So this is something that I wish when I arrive. Okay. Bạn dùng một cái gọi là một cái câu ước ao phải không? Để diễn tả là một cái sự thật là ngày mai là bạn phải đến đó rồi, right? Bạn có cái chữ tomorrow nhưng mà bạn lại không dùng chữ will, bởi vì các bạn bị dính cứng ở trong đầu là cứ là tomorrow nó phải là future, mà future là phải có chữ will ở trong đó, right? Bạn bị dính cứng cái chuyện đó ở trong đầu. Nhưng thực ra khi cái future nó là một cái schedule, bạn nhớ nha, khi cái future mà nó là một cái schedule là bạn biết trước là đó nó sẽ xảy ra như vậy rồi, thì nó sẽ dùng thì simple past, simple present nha bạn nha. Nhớ một điều là như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái câu kế tiếp là câu số 10 và cũng là câu cuối cùng của cái bạn này nghe. Could you please lend me a dollar, Mary? I promise to pay you back next week. Big grin. Big grin. Tớ nói kỳ thế. Hay là big grin là bạn muốn nói là bạn cười. Hả? Bạn grin. Okay. Now, could you please lend me a dollar, Mary? I promise to pay you back next week. Okay? Could you please lend me a dollar? Có một đồng thôi mà cũng đi mượn người ta để làm chi cho xấu hổ vậy hả? Xin nó luôn đi, mượn nó làm cái gì? Could you please give me luôn đi? Một đồng mà đi mượn, mà đã vậy mà mượn đến một tuần nữa. Tôi bỏ một cái comment ở trong đó là có một đồng mà sao mượn lâu thế. Ok. Could you please lend me a dollar? Ok. Thì thường thường các bạn biết cái chữ lend này nó chỉ dùng ở trong ngân hàng thôi các bạn. Ok.
thường người ta sẽ dùng ở trong một cái loan á, người ta sẽ lên bằng một cái loan. Còn ở ngoài đời mà khi bạn muốn nói chuyện cho nó bình thường mà nghe cho nó giống người ta đó, chứ không phải là giống người ở trển xuống á, thì bạn sẽ nói là could you please let me borrow a dollar. Okay, could you please let me borrow a dollar. Okay, hoặc bạn có thể nói là can I borrow a dollar. Có thể nói là như vậy. Okay, can I borrow a dollar, Mary? Mình cũng không có cần phải nói là can I borrow from you. Okay, can I borrow a dollar from you, Mary? Mình không có hỏi nói vậy, mình kêu là can I borrow a dollar, Mary? Alright. Or could you let me borrow a dollar, Mary? Okay. I promise to pay you back next week. Hoặc là bạn có thể nói là I promise to pay you back. Có nghĩa là tao chắc chắn là tôi hứa là tôi sẽ trả tiền. Okay. Rồi. Câu này hoàn toàn không có cái gì bị sai cả. May với lại can, cái nào đúng không? Thật ra bạn của mình mà thì mình nói là can chứ không ai gọi là may hết. Còn khi bạn hỏi may là người đó bảo đảm không cho bạn mượn tiền đâu, hoặc là có khi là họ cho mượn, hoặc cái thôi lấy luôn đi khỏi trả, tại vì họ không có biết bạn thì bạn mới dùng chữ may. Alright. Còn thường thường bạn biết người đó, thường thường bạn dùng chữ can. Mà bạn biết là người Mỹ đó, người ta không có, người Mỹ họ không có nhiêu kê cái chuyện mà can với may với could nhiều. Okay. Người Mỹ hiện tại bây giờ đó là họ dùng chữ can for everything. Họ không có mind là formal hay là casual, okay? Họ dùng can hết trơn vậy đó. Mà người Anh thì bắt đầu họ mới phân biệt ra cái này cái kia. Họ còn hơi bị rigid với cái grammar system của họ. Okay? Còn người Mỹ thì người ta open minded, họ dùng từ phóng khoáng hơn. Rủ lòng thương xử luôn cho con tập 3 luôn hả? Ok, để coi tập 3 là gì. Rồi nhớ phải sửa lại nghe. Ồ, tập 3 chưa có ai sửa. Ôi trời ơi, cái tập 3. Mỗi lần tôi nhớ là tôi có để một cái comment của một người nào cũng là cái bài chỉ tôi kêu thôi chắc tôi để cho người khác sửa, tôi sợ quá rồi. Mỗi lần tôi cứ nhìn thấy chỉ tôi cái là tôi mệt quá. Tôi chỉ tôi nữa là bài này thêm bài chỉ tôi nữa. Ok. Ok, chỉ tôi tiếp nghe. Khổ quá. Ồ, mà Sinner có nói với mọi người, mấy cái người mà Sinner sửa bài làm theo mấy cái dạng mà phân tích hoặc là kể lại một cuốn truyện hay một cuốn phim hay là một bài thơ hay là thuật lại một cái gì mình nhìn thấy, ok, mà nó không có nó không có một hình sự ở trong đó, đó là đi phải đi report cho police á, thì chúng ta thường chúng ta dùng thì present tense, bạn nhớ nghe. Mình sẽ dùng thì present tense. Ví dụ như bạn coi một cuốn phim về, bạn muốn tóm tắt kể lại cho bạn của bạn nghe thì bạn phải dùng present tense. Bạn muốn nói về một cái bài hát nó ra làm sao thì mình cũng phải dùng present tense, chứ mình không có dùng past tense nha bạn. Ok. Rồi, còn trong cái bài mà mình viết đó mà nó thuộc về mình đó, thì mình có thể dùng past tense. Ví dụ như tôi nghe cái bài này ở đâu thì mình có thể dùng past tense được. Lúc nói của hạt cát ra đề, thầy tôi tụi con sẽ đưa thầy vào văn chương. Bạn đâu có cần phải cô hạt cát nói. Bạn muốn viết về của bạn thì bạn cứ viết đi, có gì đâu. Viết lên xong rồi bạn post lên trên đó, gọi là extra extra credit của hạt cát, cho bạn thêm tiền chút xíu tiền mà vì bạn là học sinh siêng học. Ok. Bây giờ coi cái bài này như thế nào. Nhiều khi tôi cũng không biết cái exercise là cái gì, tôi cứ nhìn là tôi về tôi sửa thôi chứ tôi không có biết cái đề bài là đưa ra là cái gì ha. Nhưng mà tôi đã sửa vài người viết về cái này rồi, nó có nghĩa là giống như là nói về cái bài này hoặc là dịch thuật cái bài này cho tôi vậy đó. Ok, first one. Copy, paste. Nó nói là
không có post được, có còn có chữ smile ở cuối cùng nữa. Cái cô này khoái sử dụng mấy cái emoticon này quá hả? Your last message was not sent because it's contained line feed characters or excess. Ủa, cái line feed, oh, cái line feed ở ngay cái chữ n. Right n. Ủa sao nó không có một cái, có một cái gì nó nằm ở trong đây nè. Thôi để tôi post từng cái câu ha. Tại vì muốn sửa một cái bài này phải post để mình coi được cái overall idea thì mình sẽ sửa nó đúng hơn. Còn mình sửa từng câu nhiều khi nó không có đi với nhau. Ok, câu đầu tiên nha. This is a writing exercise. Actually, I did not know how to do that exercise. Tự nhiên mới đi vào cái là that exercise là cái exercise nào, right? I don't know how to write in English and I am really afraid of that. Okay. Of that là of what? Okay. Actually, I did not know how to do that exercise. Okay. Oh, bây giờ sửa chữ that thành chữ this. Actually, I don't know. Okay. Khi mình muốn nói một cái sự thật bây giờ nè, mình nói actually I don't know how to do this exercise. I don't know how to write in English and I'm really afraid of writing it, right? Okay. Rồi về câu đầu tiên mình sửa cái chữ that bởi vì mình không có biết cái that này là cái gì hết, right? Thì mình phải sửa. Vậy Mirror cho tớ biết cái chữ that này là gì đi. Cái exercise nào vậy? Bài tập 3. Ok, vậy thì nó là this. Actually, ok. Bạn không có nói là did not. Khi mình nói là I don't know. Thế giống như là bây giờ, trời ơi gọi tôi lên đây tôi không biết tôi nói gì giờ đây, nhưng mà cuối cùng tôi cũng nói. You understand? So you guys try, like you guys come on say something, come on say something. Đó mình sẽ nói thôi tôi không biết nói gì hết trơn á. Oh, ráng đi ráng đi ráng đi. Thế cuối cùng tôi nói. Right. Vậy thì khi này là khi mình đang nói bình thường vậy hả? Mình cứ nói bình thường. Actually, I don't know how to start with this exercise. Mình có thể nói là như vậy. Thật ra là tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào với cái bài exercise này. Ví dụ như vậy. Ok, mình có thể sửa lại là như vậy. Hoặc là mình có thể viết luôn một cái câu như vậy, chỉ sửa cái chữ that thôi ha. Actually, I don't know. Sửa chữ did not thành chữ I don't know. I don't know how to do this exercise. Okay. Hoặc là bạn có thể nói là actually I have no idea what to do with this exercise. Okay, exercise. I don't know how to write in English. And I am really afraid of writing. Okay. Có nghĩa là thật ra tôi cũng không biết làm gì đây, làm bài tập này như thế nào đây. Tôi không có biết viết bằng tiếng Anh mà tôi cũng rất là sợ viết lách. Cái câu này nó có nghĩa là như vậy. Ok. Rồi câu kế tiếp. Bị trùng. But thanks for some friends in the forum. The way they have completed every exercises Miss Hakak spend her time setting, which motivates me a lot. Okay, I have one advice for you. Okay, my mom,
khi mình chưa viết giỏi đó, ok, đừng có jam nhiều cái idea lại trong một câu. Chưa viết giỏi cứ tập viết ra từng câu đơn giản. Alright, đây là một cái câu chung cho tất cả những người nào đang tập viết bập bẹ. Mình mới biết viết, it's okay. Viết từng câu đơn giản, từng câu, không cần phải viết câu phức tạp. Sau này khi bạn viết được những cái câu đơn giản một cách perfect, không cần ai sửa hết, lúc đó bạn mới bắt đầu bạn tập tành ghép câu lại với nhau để cho nó thành một cái câu phức tạp. Ok, thì lúc đó nó sẽ more efficient, nó sẽ hiệu quả hơn. Alright, còn bây giờ mình chưa có rành đó, mình bỏ nhiều câu lại với nhau quá, một hồi mình bị loạn lên, mình không biết là mình viết cái gì, không biết gì sai, mà cuối cùng ý tưởng của mình nó chạy lung tung hết. Ok, rồi thứ nhất là mình nói là mình rất là sợ và mình rất là không có mua biết viết cái gì hết, đúng không? Rồi bây giờ mình bắt đầu một cái câu bằng cái chữ but. Ok, but thanks for some friends in the forum. Ok, không bao giờ mình bắt đầu câu bằng một chữ but rồi mình kết thúc cái đó bằng một dấu chấm, bởi vì nếu mình làm như vậy đó, nó sẽ trở thành một cái câu không hoàn chỉnh. Cái điều quan trọng nhất của người mới biết viết, đừng bao giờ bắt đầu câu bằng chữ but. Ok, cái này là chỉ dành cho những cái người mới biết viết thôi. Còn khi nào mà bạn viết rành rồi, bạn muốn viết làm sao bạn viết, bởi vì bạn sẽ có khả năng để nhận ra cái câu là nó câu hoàn chỉnh hay là không hoàn chỉnh. Đấy, vậy thì thay vì bạn nói là but thì bạn bỏ nó luôn đi, bạn nói là thanks for some friends. Ok, thanks for some friends in the forum. Người ta không nói là thanks for, mà bạn sẽ nói là thanks to someone nhé. Thanks to some, thanks to someone. Thanks to my friends in the forum. Nói như vậy thì nghe nó trôi chảy hơn ha. Thanks to my friends in the forum. Rồi hết câu rồi bạn, chấm một cái. Ok. The way. Bây giờ bạn muốn nói trong quá khứ cũng được, hoặc là bạn muốn nói một cái cách là bạn muốn diễn tả chung chung in general về những người đó thì bạn có thể dùng present tense. Còn bạn muốn nói về nhìn dựa trên những cái bài của họ đã viết và bạn có một cái nhận xét thì bạn có thể viết ở trong past tense. Ok, no problem. Rồi, bạn nói là thanks to my friends in the forum. Ok. The way they completed every exercise. Khi nào có chữ every, lúc nào cái nào đi theo nó cũng là số ít hết. Bạn nhớ nhé. Khi có chữ every thì cái nào nó đi theo nó phải là số ít. Every day, every individual, every penny I have, every car I see, every person I have come across. Okay. I have come across là tôi đã từng gặp á. Every. Cái gì đi theo every cũng là số, số ít hết, nó không bao giờ nó có số nhiều hết. Okay. Rồi bạn nói là the way they completed, hoặc là the way they wrote, the way they did every exercise. Rồi. Miss Hạt Cát spend her time setting, which motivates me a lot. Rồi bạn nói là the way they complete, complete cái gì? Complete every exercise. Rồi, what about these exercise? These exercise is written by who? Or were these exercise were written by Hạt Cát? Right? Ở trong đây bạn muốn nói là những cái bài tập mà cô Hạt Cát đã bỏ ra rất nhiều thời gian để viết thì cái này nó đâu có ăn nhập gì đến cái the way mà người ta viết đâu. Bạn thấy không?
nó không có ăn nhập gì trơn á, tự nhiên sao bạn lôi nó vào đây, bạn nhét nó vô thành hai hai ý tưởng này dính lại với nhau. Mình chỉ có hai ý tưởng trở lên dính lại trong một câu khi nào? Ai trả lời được? Khi nào chúng ta nên cho hai ý tưởng dính vào trong một câu? Khi bọn nó liên quan đến nhau, rất là dễ. Right? Khi nào nó liên quan nhau là mình bỏ nó cho nó dính lại với nhau thôi chứ. Hơi đâu mà tự nhiên cái mình gắn những cái gì mà nó không có liên quan với nhau làm chi? Ok. Vậy thì ở trong đây mình muốn nói về cái way mà họ làm bài nó ra như thế nào. Vậy bây giờ Miro nói cho Sinner biết đi là Miro thấy cái cách làm bài của họ thì sao? Hoặc là Miro ý của Miro là muốn nói như thế nào? Họ làm từng bài mà mình thì không. Họ làm từng bài mà mình thì không. Có nghĩa là Mirror nói là Mirror lười gì? Phải không? Yeah, có nghĩa là Mirror không có chịu làm hết bài, right? Mà họ làm từng bài. Ok. Vậy thì mình mới nói là thanks to my friends in the forum. Ok. They completed every exercise. Okay, they completed every exercise given by Miss Hakka. Thôi nói vậy thôi. Họ hoàn thành tất cả các bài tập của Hakka cho. Ok. Rồi mình sửa cái câu đó lại là như vậy nhá. Đừng có nói là the way, mình chấm lại mình nói là they. Tại hồi ở trên mình nói là thanks to my friends in the forum. Okay. Thì người ta biết ngay chữ they là my friends, okay? They completed every exercise given by Miss Hackett. Okay. Rồi, bây giờ mình mới nói, rồi mình bỏ luôn cái chữ spend her time setting, tại mình không có nói chừng nào mà Miro viết một bài mà ca tụng cái cô Hackett là phải bỏ nhiều thời gian thì Miro viết cái này vào. Còn cái này Miro đang nói về các bạn mà, đúng không? Cho nên cái phần này là dư thừa, mình bỏ nó qua một bên. Rồi, đến câu kế tiếp nè. Which motivates me a lot? Cái gì motivates? Cái siêng năng làm bài chính là cái điều đó. Rồi bây giờ mình mới viết thành một cái câu mới. Mình có thể viết bằng cái chữ this. Khi bạn viết chữ this, nó sẽ thay thế cho tất cả những gì mình mới nói. Ok. This. Bạn có thể nói là this motivates me a lot. Hay là bạn nói là this is a great motivation for me. Đó, có hai cách cho bạn nói nghe. Bạn có thể nói là this motivates me a lot. Hay là bạn có thể nói là this is a great motivation for me. Đây là một động lực rất lớn cho tôi. Hoặc là điều này đã động viên tôi rất nhiều. Bạn sẽ nói một là này, hai là cái kia, mà tất cả đều là cũng có nghĩa na ná giống nhau. Alright, xong chưa? Có câu hỏi gì về cái phần này không? Bởi vì khi mình dùng which á, thì cái which này á, nó thay cho cái gì và nó có liên quan gì đối với cái câu kia không? Bởi vì khi mà bạn nói là given by Miss Hackett mà bạn dùng luôn cái chữ which thì nó sẽ gây ra những cái hiểu lầm rất nhiều. Chữ which mình chỉ nên dùng khi nó thay thế cho một cái noun ngay trước nó. Ok. Thì nó sẽ mạch lạc hơn rất nhiều. Ok. Mình có thể dùng dấu phẩy rồi mình dùng chữ which cũng được, bởi vì khi dùng dấu phẩy mà có chữ which á, thì thường cái chữ which nó sẽ thay thế cho nguyên một cái phrase. Ok, nguyên một cái phrase ở đằng trước của nó.
Cái đó cũng được luôn. Ok. Nhưng mà bởi vì mình nghĩ bạn là một một beginner, bạn không nên xài những cái chuyện như vậy, bởi vì xài như vậy đôi khi bạn sẽ không hiểu được cái luật làm sao mà để dùng cái chữ which. Cho nên là mình khuyên bạn là nên tách nó ra thành từng cái câu nho nhỏ như vậy để bạn bạn nhớ hồi nãy mình mới nói cho bạn nghe không? Tất cả những người nào mới tập viết nên viết nó thành từng cái câu nho nhỏ. Ok. Nhiều nhất là làm cái câu compound sentence thôi. Ok. Nhiều nhất thì phải làm compound sentence, đừng có làm complex. Complex có nghĩa là mình nối từ ba câu đổ lên thành một câu. Ok. Còn compound mình chỉ nối hai câu lại thành một câu mà thôi. Alright. Tùy theo hoàn cảnh trường hợp ha, chữ that, chữ which, chữ whom, bốn cái chữ này hoặc là chữ where nữa, ok, năm cái chữ này tùy theo cái context, tùy theo cái điều gì mình muốn nói. Cái chữ that á, đa số là nó là versatile nhất, có nghĩa là nó có thể sử dụng trong nhiều trường hợp nhất, nhưng tùy theo mỗi trường hợp mình phải xài cái gì cho nó đúng. Ok. Cái đó là nó thuộc về phần văn phạm. Mai mốt có dịp thì tôi sẽ nói về cái đó cho nghe, ok? Còn trong một cái buổi mà để sửa bài như thế này thì không có giờ để mà nói, bởi vì nếu mà nói cứ on and on một hồi nữa bạn sẽ bị gọi là tẩu hỏa nhập ma, ok? Rồi, câu kế tiếp nha. Bạn muốn tham gia lớp writing á hả bạn? Trời ơi, bạn bị trễ rồi, người ta tham gia vô quá trời rồi, nhiều người lắm rồi, bây giờ học sinh bị overload luôn rồi, không có người để mà chấm bài cho mấy bạn luôn đó. Bạn cứ canh canh đi, có thể là một cái lớp writing này nó last khoảng chừng 1 tháng hay 2 tháng gì đó. Xong rồi cái nó lại rồi sẽ lại bắt đầu. Ok. Rồi mấy người nào mà lười đó, không có chịu làm bài ở trong đó đó, tôi nghĩ là sắp sửa bị chém rồi đó. Cô Hà Cát sẽ chém các bạn từ từ cho các bạn rụng ra đó. Nếu các bạn cảm thấy các bạn không có giờ, đủ giờ để mà làm bài đó, thì các bạn nhường cái spot lại cho người khác làm, ok? Khi mình được giao bài đó, mình phải ráng mình làm thì mình mới tiến bộ được. Còn mình chỉ thích ngồi nghe và mình không chịu thích làm đó, mình không có động động não đó, thì mình sẽ quên, ok? Mình sẽ không có, người ta gọi là văn ôn mà võ phải luyện, luyện văn phải ôn hoài thì mới nhớ, mà võ phải luyện hoài thì mới thành thạo thành thục được. Cho nên là khi mình nghe, thật ra mình nghe người ta làm cái research đó, mình nghe đó, mình không có nhớ được bao nhiêu bằng bằng vừa nghe vừa làm. Ok. Cho nên là ráng đi ha, có bao nhiêu bài tập là ráng làm hết đi. Tôi thấy tôi đi ngang vòng vòng tôi thấy một số rất là lười, bây giờ mới có làm được cái bài số 1 với bài số 2, trong khi đó đã qua cái tuần số 4 rồi. Ok. I hope that I can learn from your suggestions as much as I can. Okay. I hope that. Tôi hy vọng rằng I can learn from your suggestions as much as I can. Okay. Tôi hy vọng rằng tôi có thể học được từ những cái lời đề nghị của các bạn nhiều nhất mà tôi có thể, có nghĩa là tôi học được với hết khả năng của tôi, đó là như vậy đó. Tôi hy vọng là tôi học được hết những cái lời mà do bạn đề nghị với hết khả năng của tôi, as much as I can. Okay. Đó, cứ viết mấy cái câu ngắn ngắn như vậy thì nó đỡ bị ha. Rồi bây giờ qua cái câu qua cái phần chính ha. Copy.
copy and paste. Cái ý niệm coi cái thì của bạn đi như thế nào nha. I have loved you though since the first time I heard it from a radio. I do not understand why sad songs always make me endure like that. Every time the melody is sung, I feel like a peaceful countryside showing up in front of me. Then the story is just happening, following the singer's voice. Sister in the song had an unhappy life. She dedicated the whole life to her old mother and little brother so much that she did not want to get married until the mother passed away and the brother had and brother made himself a stable life. She fell in love, it's not a word, with a man, but it's resulted in nothing. That man left her behind, and when she died, she was still alone. Okay, now let's go. Bạn decide là viết cái này ở thì past tense. Thì bây giờ Sina sẽ stick với cả cái past tense của bạn nha. Nhưng mà bạn nhớ mai mốt bạn viết ở trong present tense, okay? Trừ khi nào bạn nói những gì mà về bạn á, thì bạn có quyền bạn viết. Giống như bạn nói là I have always loved chị tôi. Nhưng mà chị tôi gì? Chị tôi song, right? Okay. Câu đầu tiên ha, I have loved chị tôi since the first time. Bây giờ bạn muốn nhấn mạnh câu này, bạn sẽ nói là I have always, để bạn nhấn mạnh nó vô. Okay, I have always loved. Ở trong đây bạn dùng thì present perfect, right? I have always loved. Có nghĩa là tôi lúc nào tôi cũng yêu hết. Tôi yêu từ từ trước vô cùng rồi. Tôi yêu cái bài này từ trước đây rồi. Mà từ trước đây là từ khi nào? Từ khi tôi nghe nó lần đầu tiên. Okay. I have always loved chị tôi song ever since. Bạn dùng chữ ever since. Okay, nghe cho nó trôi chảy nghe. Ever since I heard it for the first time. Okay. Ever since I heard it for the first time. Khi bạn nghe cái gì lần đầu tiên, bạn sẽ nói là I heard it for the first time. I heard it for the first time. I did it for the first time. I saw it for the first time. Đó là lần đầu tiên mình làm cái gì đó. Okay. Thấy nó hơi quá hả? Khi mà bạn dùng cái chữ always, nó mới show ra được là bạn love nó như thế nào. Nhớ nha, cái đó là cái tiếng Mỹ đó. Khi bạn dùng cái chữ always, nó mới nói cho người ta biết là cái tình cảm bạn dành cho cái song này nó như thế nào, nó lớn cỡ nào. Okay. I have always loved chị tôi song ever since I heard it for the first time. Rồi bây giờ bạn muốn bỏ thêm nghe từ đâu thì bạn có thể nói là on the radio. Nghe. Bạn nói là on the radio. On the radio có nghĩa là bạn nghe một cái chương trình gì đó. Okay. Còn khi bạn nghe nó from a radio có nghĩa là cái gì đó phát âm thanh ra xong bạn nghe. Right. Còn on the radio có nghĩa là bạn nghe cái đài này nó có cái chương trình đó và bạn nghe nó. Okay. I heard it on the radio. Where did you hear it? I heard it on the radio. Tôi nghe nó ở trên đài phát thanh. Đó, tiếng Việt nó dịch ra như vậy đó. Chứ mình không nói là tôi nghe nó từ đài phát thanh ha. Ví dụ bạn có một đống dụng cụ đi, TV nè, đài phát thanh radio cassette nè, CD player nè, người mà thông báo tin cho bạn nè. Where did you hear it from? Bạn mới nói là I hear it from this one right here, this device right here. Lúc đó bạn mới nói là from, okay? Bạn có rất là nhiều cái source, nhiều cái different sources để bạn nghe một cái gì đó from. Thì lúc đó bạn mới dùng chữ from. Nhưng mà khi bạn chỉ nói là tôi nghe
ở trên cái đài nào, trên cái băng tần số mấy thì bạn sẽ dùng chữ on. Đó là sự khác biệt giữa from và on, ok? Rồi. I do not understand why sad songs always. Thấy bạn thấy không? À, giờ bạn nói in general thì bạn nói là songs, số nhiều là đúng ha. I do not understand why. Tôi không hiểu tại sao sad songs always make me enjoy like that. Rồi, có thêm một cái nữa là chữ make. Ok. Sau cái động từ make mà bạn có một cái verb khác, nó không bao giờ nó được chia. Nó y chang những cái verb hồi nãy mà Sina nói với bạn đó. Verbs are perception. Rồi cái verb nữa là verb let. Bây giờ đến cái verb này nữa là cái verb make. Ok. Sau cái verb make mình không có chia nó. I don't understand why sad songs always make me. Mà make cái gì? Không có make me enjoy like that. Make me enjoy, bạn phải enjoy cái gì? Ok. Enjoy listening, right? Make me enjoy listening to them like that. Ok. I don't understand why sad song always make me enjoy listening to them like that. Ok. Tôi không hiểu. Tôi không hiểu là tại sao những bài hát buồn lúc nào cũng làm cho tôi rất là thích nghe như vậy. Alright. À, đây cái chữ like that hơi, hơi nghe giống Vietnamese ấy. À, tớ thì tớ thích nói là so much. Tớ không có nói là like that mà tớ sẽ nói là so much. Enjoy ở đây tiếng Mỹ nó không cái gì. Ok, enjoy listening, enjoy watching, enjoy reading, enjoy eating, enjoy drinking, enjoy the show, enjoy the milk, enjoy the dish. Ok, mình không có nói là I enjoy. Người ta sẽ nói là what? Enjoy what? Vậy. Thì mình phải nói ra là mình enjoy cái gì. Ok. Không. Hồi nãy nói rồi, happy sau cái động từ make mình không có chia. Ok. Sau động từ make mình không có được chia, giống như chữ let vậy đó, sau động từ let mình cũng không chia. Ok. Ok. Rồi. Rồi xong cái câu đó chưa? I do not understand why sad songs always make me enjoy listening so much. Ok. Make me listen thì không đúng. Phải enjoy listening. Make me listen so much thì lại thì nó lại rất là kỳ nhá. Make me listen to them. Ok. Make me listen to them all the time. Always thì lại được. Nhưng mà câu này là để enjoy listening là hay rồi nhá. Make me enjoy listening so much. Không có cần nói to them, chỉ cần nói như thế thôi. Bởi vì enjoy listening có nghĩa là mình thích nghe đấy. Every time the melody is sung, okay, every time the melody is sung, I feel like a peaceful countryside. You feel like? So when you feel something like, if you feel like means you want, okay? I feel like doing this, I feel like doing that, I feel like talking. It means that I want to talk. Okay? Yeah, I know. But I'm trying to tell you. Okay? Tôi muốn nói cho Miro biết là cái cách hành văn như thế này thì nó có nghĩa là như thế này, 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 này ở trong tiếng Việt á. Bởi vì cách của tiếng Việt
với lại cách của tiếng Anh nó khác nhau, nó không có giống nhau. Cho nên khi mình cứ nghĩ tiếng Việt sao mình viết ra như vậy thì nhiều khi nó có những cái cách viết văn nghe rất là mắc cười mà nó không có nghĩa giống như là mình muốn như là như vậy. Ok. Rồi ở trong đây câu này có nghĩa là every time the melody is sung. Melody is sung. Cái câu này nó hơi kỳ cục bởi vì không cái melody nó is play chứ nó không phải sung được. Không có ai sung cái melody cả. Người ta có thể hum to cái melody hoặc người ta có thể play cái melody. Nhưng mà không có ai sing cái melody cả. Ok. Người ta chỉ sing a song thôi chứ người ta không có sing cái melody. Alright. Hay là mình có thể play cái melody. Thì bây giờ mình có thể nói là every time the melody is played. Ok. Ý của Mirror nói là mỗi khi giai điệu vang lên. Every time the melody, cái giai điệu the melody này là the melody của cái gì mình phải nói nó ra. Okay. Every time the melody of this song. Every time the melody of this song is played. Okay, bây giờ mình nói về một cái giống như là một cái general fact mà nó đúng every time, mỗi lần nó chơi nó nổi nhạc lên là nó làm cho mình có cảm hứng như vậy thì mình dùng present tense được. Okay. Every time the melody of the song is played. Okay. Phẩy một cái. I feel like. Okay. I feel like. Rồi sau cái này đó, tôi cảm thấy a peaceful countryside showing up in front of me. Tôi cảm thấy như là có một cái cảnh đồng quê rất là êm ái hòa bình hiện ra trước mắt tôi. Okay. Every time the melody of this song is played. Phải một cái. A peaceful countries, a picture, mình có thể nói là a picture, okay, or a scene of, một cảnh tượng hay là một cái khung cảnh, a picture, mình có thể dùng chữ picture nhé, mà picture này ở trong tiếng Mỹ nó không phải là một cái khung hình đâu bạn, a picture đây có thể là một cảnh tượng, nó cũng dùng cái chữ picture này nữa, okay, bạn kia muốn dùng cái chữ gì? Chữ resounding. The melody is resounding. Every time the melody is resounding. Chữ feel like. I feel like. Thì cái chữ feel like nó more like. Để trong cái conversation khi mình nói. Thì nó dùng cái chữ feel like. Còn trong văn thì người ta có, cái chữ feel like nó sẽ là nó có ý nghĩa là you want, okay, your desire, okay, you want something. Còn khi you know what I feel, feel what, feel like là tôi cảm thấy như là trong cái văn nói thì nó có nghĩa là tôi cảm thấy như là I feel like being up in the air, tôi cảm thấy như là mình nó đang bay bổng trên không trung vậy đó, okay. Thì trong đây tôi nghĩ là bây giờ mình đổi đi, mình đổi cái cảnh tượng của một cái countryside nó hiện lên trước mắt mình đi, mình nói như vậy. Every time the melody of this song is played, a picture of a peaceful countryside. Shows up in front of me. Mình có thể nói như vậy. Ok, mà người ta đều hiểu như vậy hết. Họ bỏ chữ gì? It seems like.
Ok, bạn có thể là it seems like I'm standing in front of a peaceful countryside. Ok, bạn có thể xài cái câu đó. Alright. A peaceful countryside seems to be appeared in front of my eyes. A peaceful countryside seems to be appeared in front of my eyes. Okay, bạn cũng có thể dùng là như vậy. Appeared. Okay. Seems to be appeared in front of my eyes. Every time the melody of this song is played, a picture of a peaceful countryside shows up in front of me. Hoặc là mình có thể là viết là it seems like I am standing in front of a peaceful countryside. Okay. Hoặc là bạn có thể viết là it feels like I am standing in front of a peaceful countryside. Okay. Tôi nghĩ viết cái chữ it feels like thì hay hơn đó. Rồi bây giờ đến cái câu kế tiếp nghe. Then the story is just happening following the singer's voice. Then sau đó câu chuyện thì được diễn ra theo sau là cái giọng hát của người ca sĩ. Đấy. Câu này hơi lủng củng quá. Then the story is just happening following the singer's voice. Câu này ý bạn nói là cái gì vậy? Tôi cũng không hiểu bạn nói cái gì đây. Ồ, ý bạn nói là sau đó thì câu chuyện được diễn ra bằng cái giọng hát của người ca sĩ. Khổ quá cái tội dịch tiếng Việt Nam qua tiếng Anh cho nên là đọc khó hiểu quá không hiểu được. Ok. Câu chuyện xảy ra theo từng lời ca của người nghệ sĩ. Ok. Rồi, vậy thì bây giờ bạn có thể nói là tiếng hát của người ca sĩ như là một người dẫn chuyện đưa tôi vào cái trong cái câu chuyện vậy được không? Bạn có thể nói là như vậy thì tôi nghĩ là nó có thể là nó viết được hay hơn. Ok. Rồi vậy thì bạn sẽ nói là tiếng hát của người nghệ sĩ là bạn sẽ nói then the singing. Ok. Then the singing brings me, tại tại bây giờ từ nãy giờ mình đang nói bằng bằng present tense, right? Những cái gì mà mình cảm thấy every time mình listen to the song, cái điều này nó sẽ lặp lại, right? Okay. Then
The singing hoặc là the lyric or the singing. The singing là giọng hát, the lyric là lời hát. Bây giờ bạn muốn cái nào? Giọng hát đi. Ok. Rồi. Vậy thì bây giờ mình nói là cái giọng hát nó mang mình vào trong câu chuyện, right? Mình nói là then the singing voice hoặc là the singing voice gì hả? Giọng giọng hát thì mình gọi là singing voice, right? Mà theo tôi chỉ nói the singing thôi. Then the singing seems to take me into the story. Okay. Then the singing seems to take me into the story. Rồi, hồi nãy mình nói là it feels, bây giờ mình dùng chữ seems. Okay. Rồi. The sister in the song had an unhappy life. Và bây giờ mình sẽ nói về cái bài hát mà bây giờ bạn lại dùng mà bạn chuyển qua bên bên thì quá khứ. Ok, bây giờ mình stick với cái thì quá khứ nha. Mình sửa những cái thì quá khứ này nha. The sister in the song. The sister in the song. Bây giờ mình chưa có giới thiệu gì về cái người này hết, tự nhiên mình nói là the sister. Right? Bây giờ mình phải giới thiệu cái bà này đi. Tự nhiên mình nhảy vô cái mình là the sister một cái như vậy thì nó người ta sẽ what? What sister? The sister in the song had an unhappy life. Giờ bạn muốn nói câu gì? This song mentions a sister. Bây giờ bạn muốn dạ, bạn muốn gọi là gì? Bạn muốn describe cái song đúng không? Bạn muốn describe cái song thì bạn chỉ nói thẳng nó ra thôi. The song mention, khi mà một cái song mà nó mentions, bạn dùng cái chữ mention thì nó không có ra bạn kể bạn ơi. Nó ra giống như là một cái report, một cái gì đó mà nó có điểm qua cái này cái kia đó mà. Ok, nói sơ qua nội dung sau đó bày tỏ cảm nghĩ. Ok. Rồi vậy thì mình nói cái story nó was about something đi. Mình sẽ hay là vậy đi, bạn nói the whole story was about a unfortunate girl or unfortunate lady or unfortunate beautiful girl with a sorrowful fate. Ví dụ như vậy đó. Nguyên cả cái câu chuyện thì nó về một người đàn bà xinh đẹp nhưng lại có một cái số bạc mệnh, hay là nguyên có cả câu chuyện nó về một người đàn bà có một cái cuộc sống bất hạnh. Đó, muốn sử dụng cái nào thì làm cái đó. The whole story was about, right? The whole story was about what? The whole story was about
A what? A girl? So you want to say a girl? The whole story was about a girl or the life of an unhappy girl? The whole story was about the life of an unhappy girl, okay? Bây giờ mình stick với cái idea mà bạn đã viết đi ha. Ok, mất công mà mình phải viết lại quá. Bây giờ mình sẽ stick với cái idea bạn đã viết, mình chỉ sửa cái phần văn phạm cho bạn thôi nha. The whole story was about the life of an unhappy girl. Okay. She dedicated the whole life. Thay vì mình nói là the whole life, mình sẽ thấy nói là her whole life, okay? She dedicated her whole life to the family, hoặc là to her family. Okay? Được chưa? Rồi bây giờ mình mới chuyển qua cái phần mẹ và các em qua một cái câu mới để mình hoàn thành trong cái câu trước đi ha. Là she dedicated her whole life to her family. Ok. Bây giờ mình mới qua cái câu mới, mình mới nói là she did not want to get married. Why? She did not want to get married. Because she still have an old mother and the little brother. Ok. Rồi bây giờ mình chuyển qua cái câu mới nha. Câu mới là mình muốn gộp hai cái idea là she still have an old mother and a little brother, right? And she did not want to get married just because she had to take care of them, right? Dedicate mà là adjective gì? Dedicate nó là một verb mà. She dùng là she dedicated her whole life to her family. Thì làm sao mà nó là một adjective được? Ok. Rồi, vậy bây giờ mình sẽ viết cái câu kế tiếp ha. Mình sẽ chuyển cái phần là she did not want to get married. She có không có muốn get married không hay là she không dám get married? Theo bạn nghĩ là như thế nào? She không dám hay là she không muốn? Bạn phải biết hai cái này nghe. Ở trong đây là she không có dám, she mơ ước được get married nhưng mà she không dám. Right? So she dare not to get married, right? Hoặc là she couldn't, right? She couldn't get married while. Mình sẽ viết là she couldn't get married while. Có nghĩa là cô ta đó không có thể nào đám cưới trong khi mà có mẹ già và em thơ. Đó, mình có thể là nói cái câu là như vậy. Hoặc là mình có thể nói là câu là cô ta không dám đám cưới bởi vì cô ta có mẹ già và em thơ. Ok, either way, mình muốn nói câu nào thì mình nói, ok? Mình có thể nói là she dare not to get married. Hoặc là she could not get married. Having an old mother. Mình phải một cái having an old mother and a little brother. She dared not. Mình nói là dared with the D, okay? Tại vì nó đang trong ở past tense mà đúng không? She did not to get married. Phải một cái having an old mother and a little brother. There giống như modal verb.
Cái dare là dare not to do something, okay? Có nghĩa là không dám. Alright? When you dare not to do something. Like, là mình không có dám làm một cái gì đó. Viết xong chưa? Ok. Rồi bây giờ mình qua một cái ý mới. Cái ý mới là until the mother passed away and the brother made himself a stable life. Ở trong đây là cho đến khi mẹ của ta chết và thằng em nó có một cái cuộc sống yên ổn, phải không? Thì trong đây có cái một cái phần hơi kỳ kỳ là brother made himself a stable life. Tiếng Mỹ không ai nói như vậy hết. Okay. Mình có thể nói là her brother settled down. Okay. Or her brother had a stable life. It's fine. Hoặc là mình nói là her brother ở trong cái bài hát nó đâu có nói về financially stable đâu phải không? Ok, settle down. Ok, settle down có nghĩa là có vợ, có chồng, có con, hay là có gia thất, hay là có nhà, có cửa vậy đó. Thì người ta sẽ nói là settle down. When you settle down, like you don't go here and there anymore. You have a family, you have kids. Like that. It means you settle down, okay? Rồi, vậy trong câu này mình sửa lại cái câu đó ha. Mình sẽ nói là she fall in love with a man. Okay, she fall in love with a man. Vậy thì mình nói là she fall in love with a man. She fell, okay? She fell in love with a man, okay? Mình không có nói là she falled, bởi vì chữ fall nó không có là chữ, mà quá khứ của fall là fell, okay? She fell in love with a man. Bây giờ mình nói là cô ta tình cờ yêu một người đàn ông sau khi em cô ta đã lớn và mẹ cô ta đã mất. Mình viết vậy được không? So what do you think? Okay. Vậy thì bây giờ mình sẽ lấy hai cái ý tưởng đó để mình hai cái nguyên cả cái câu đó, cái câu mà until the mother passed away and the brother made himself a stable life, she fall in love with a man. Bây giờ mình viết lại cái câu đó không? Only when. Okay, only when her mother passed away. Phải một cái. And her brother had settled down. Only when her mother passed had passed away. Hoặc là, oh, passed away đi. Only, hay là had passed away. Which one sounds better? Only when her mother had đi.
Huh, had passed away, and her brother had set her down. Okay? Only when her mother had passed away and her mother had set her down. Phải một cái. Chỉ khi mà mẹ của cô ta qua đời và em trai của cô ta có gia đình. Ok. Rồi mình cần một cái gì đó để mình nối cái câu mà she mới nghĩ đến cái chuyện là yêu một ai đó. Right? So what do you think? Bây giờ mình động não, mình dùng cái từ gì đi? Cô ta chỉ dám cho chỉ dám lập gia đình sau khi mẹ cô ta mất và em trai đã trưởng thành. Cô không có dám lập gia đình, cô chỉ có Ok, rồi thôi mình viết như vậy đi ha. She only dreamed about, okay? She only dreamed about having a family, having her own family, when the mother had passed away, as well as the brother had set her down. Ok, biết vậy đi ha. She only dreamed about having her own family thử viết thử coi nó có ra cái câu đó không. She only dreamed about having her own family when the mother has passed to had passed away, as well as her the little brother. No, not little anymore, right? As well as her brother had settled down. Okay. Có nghĩa là cô ta chỉ dám mơ ước đến cái chuyện mà có một gia đình riêng đó khi mà dream about having her own family. Okay. Her own family. Là có nghĩa là cô ta chỉ có mơ ước về cái gia đình có about having okay, about having. When có nghĩa là khi nào cái chuyện này xảy ra thì cô ta mới dám mơ ước, còn không thôi thì cô ta đâu dám mơ ước. Đây là chỉ là một cái câu mình nói thôi. Một cái câu mà cái người này đang kể về một cái câu chuyện này thôi, chứ người ta không có diễn tả là cái chuyện này nó đang xảy ra. Ok. She only dream about having her own family. When có nghĩa là khi khi mà cái điều này kiện này xảy ra, chứ nó không nói về giống như là cái thời điểm xảy ra. Ok. Khi cái when này nó giống như là một cái condition vậy đó. Ok. Nó là một cái điều kiện vậy đó. It's not like not telling you time. Like I only do this when this happen. Okay. Oh, if this happen.
Right? I only do this if this happened. I only do that if that happened. Whenever you do this, I will do that. Okay, let's see. She only dreamed about having her own family. When the mother has passed away as well as the brother has settled down. Okay, câu đó cũng được. All right. Khi nào you dream of up on. Khi mình dream about something là mình mơ ước về một cái gì đó, mình dream about. Còn mình dream of something là mình mơ gặp được cái gì đó thì mình gọi là dream of. Còn dream on có nghĩa là mình mơ ước hão huyền thì mình dream on. Còn mình dream away có nghĩa là mình cứ để đầu óc của mình nó bị trôi dạt mà không có focus thì gọi là dream away. Ok. Rồi câu kế tiếp là gì? But it resulted in nothing. That man left her behind, and when she died, she was still alone. Okay. Rồi bây giờ mình sửa là cái but it resulted in nothing. Ở trong cái câu văn của mirror, chữ it này nó không có refer cho đến cái gì hết phải không? It result là cái gì? In nothing. Câu này con chế. Rồi but in the end she had nothing. Right? But in the end, she had nothing. Rồi phải một cái. But in the end, she had nothing. Là result in nothing. Mình bây giờ mình sửa lại là in the end đi, thôi bỏ chữ but đi ha. Mình nói là in the end, she had nothing. But dying in loneliness. Okay. In the end, she had nothing but dying in loneliness. Chết cô độc. Okay. Rồi, xong cái câu đó ha. Giờ copy cái đoạn văn kế tiếp. Tôi đã bị dị ứng với lại cái bài hát này rồi. Tôi sửa một hơi mấy lần rồi. Giờ sửa nữa tôi mệt quá. Ok, câu kế tiếp này nha. I just feel pity for that character. I give her a respectation for having dedicated to her relatives, but it does not mean I agree with her choice. I could have made it in a different way, not that unwise way. She could have dated with a man she loved, which also made herself and the mother happy. She could have looked after both her mother and her own family. If there were many girls having the same thought as this girl, I'm sure that it would be hard for men to find themselves a wife. Okay. Here we go. I just feel pity for that character. So mình nói là đừng có nói chữ that character. Mình sẽ nói là her luôn đi, tại trên giờ mình đang bàn đến her mà, đúng không? I really feel pity or feel sorry for her. Okay.
I respect the fact that she dedicated her life or her whole life for the family. Mình không có nói là to her relatives, okay? Mình nói là tôi tôn trọng cái việc mà cái sự thật là cái việc mà cô ta đã hiến dâng hết cuộc đời của cô ta, đã dành trọn cuộc đời của cô ta cho gia đình. Okay. I respect the fact that she dedicated her whole life to the family. Okay. But it does not mean I agree with the choice she made. Okay. But it does not mean mình có thể bỏ chữ that ở trong này hoặc mình có không thể bỏ chắc cũng được, okay? But it does not mean I agree. But it does not mean I agree with the choice she made. I really feel sorry for her, huh? Bỏ cái chữ really vào trong đó. Ta thay cho cái chữ just. I really feel sorry for her. And mình có thể bỏ cái dấu phẩy. Cái okay, mình có thể bỏ vô cái dấu phẩy thay vì dấu chấm ha. I really feel sorry for her. Phẩy một cái. And I respect the fact that she dedicated her whole life to. Ok. Rồi. Bây giờ mình mới viết câu kế tiếp là but it doesn't mean that I agree with the choice she made. She could have made it. She could have made it in a different way. She could have done. Okay, she could have done it. Or that she could have done. In a different way, she could have. She could have ended. Okay. Mình có thể nói là vậy ha. She could have ended. Hoặc là she could have solved. She could have. She could have solved. Hoặc là she could have gotten away. In such situation. Quê ở đây là mình nói về quê gì vậy ta? Cái quê làm sao mà mình ứng xử với cái situation đó đúng không? Yeah, she could have ended what ended up she could have been ended up she could have been with a happy ending. She could have ended up. She could have been ended up with a happy ending if she handled the situation differently. Mình có thể nói như vậy không? Mình nói là cô ta đó có thể là có một cái cuộc kết cuộc tốt đẹp nếu như mà cô ta biết xử lý cái tình huống một cách khác. Right. She could have been ended up with a happy ending if she handled the situation differently. Okay.
Okay, rồi. Câu kế tiếp nha. She could have dated with a man she loved. Ở câu này mình không có nói là như vậy. Mình sẽ nói là she could have dated the man she loved. Okay? Nó là vậy ha. She could have dated the man she loved. Rồi. Mình dùng dấu phẩy ở đây. Thì cái chữ which này nó sẽ thế cho nguyên cái câu đằng trước. Ok. Which also made herself and the mother happy. Which could result, right? Which could result a happy life for both her mother, her mother. You want to talk about her mother and her own, right? And herself, right? Which could result a happy life for herself and her mother. How about that? All right. She could have dated with the man she loved, which could result a happy life for herself and her mother. She could have looked after both her mother and her own family. She could have looked after. She could have taken care of, right? She could have taken care of her family without sacrificing her youth. About that. She could have taken care of her family without sacrificing her youth. Có nghĩa là cô ta, lý ra là cô ta đã có thể lo được cho gia đình rồi mà không có phần cần phải hy sinh cái tuổi thanh xuân như vậy. Her youth là cái tuổi trẻ của cô ta đó. Okay. If there were many girls having the same thought as this girl. Thay vì mình nói là if there were many girls, thì mình nói là if other girls. Okay. If other girl thought the same way she did. Okay, if other girls thought the same way she did. I'm sure that it would be hard for a man to find themselves a wife. Man to find themselves a wife. So mấy cái ông man này lấy có một vợ hả? So it sound a little bit funny here. Okay. So you want to change it to singular because man to find themselves more than a wife, right? So I'm sure that it would be hard for a man to find himself a wife.
So it would be better if you write like that. Okay? If other girls thought the same way she did, I'm sure that it would be hard for a man to find himself a wife. Okay. All right. Here we go. Last few sentences. My goodness. Okay. Now, in conclusion, I am very appreciated. I appreciated. Okay. If you appreciate, some will say, I am very appreciated. Okay. Mình là cái người muốn ca tụng người khác. Mình là muốn cái người muốn biết ơn người khác. Mình là cái người mà muốn gửi lời cảm ơn đến người khác. Chứ mình không có được cảm ơn. Ok. You cho nên ở trong đây mình không có dùng cái thể bị động như vậy được ha. Mình phải thể dùng cái thể là chủ động. In conclusion, I really appreciated Trần Tiến. Ở trong đây mình đừng có nói appreciated mà mình nghĩ là mình appreciate ha. I really appreciate Trần Tiến for composing such a beautiful song. Right. Cái câu kế tiếp nha. Although I do not agree with the girl in the song, I love the melody and every word of it. Every word. Không có every words. Okay. Although I do not agree with what the girl in the song did. Okay. Actually, you don't agree with what she did. Alright. Although I do not agree with what the girl in the song did, I love the melody and the lyric of it. Còn mình muốn nhấn mạnh là những cái lời trong bài hát mà mình thích đó, thì mình nói là I love the melody and every single word of it. Okay. Every single word of it. Là mình nhấn mạnh là mình thích từng cái lời ở trong đó. Lyric không có S hả? Bởi vì chữ lyric á, mà nó không có chữ S á, nó có nghĩa là nguyên cái toàn bộ cái bài hát. Còn lyrics mà nó có chữ S á, nó có nghĩa là lời của nhiều bài hát. Ví dụ như bạn đi tìm một cái lyrics, một những cái lyrics là có nghĩa là lời của những bài hát. Còn bạn đi tìm cái lyric of a song là nó là all the words in that song as a whole. Ok. Tất cả những cái từ trong một bài hát như là một unit vậy đó, thì mình gọi là một cái lyric. Okay. Besides, through the story, besides ở đây có nghĩa là ngoài ra đó hả? Beside what? Besides what you said? Beside what you have said? Bên cạnh đó đó hả? Besides mà nó có hai cái loại beside, một cái loại beside có S và một cái loại beside không có S. Loại beside có S á, thì nó là bên cạnh đó. Còn besides mà có S thì hình như nó là giống như là ngoài những gì tôi nói đó, thì except những gì tôi nói thì nó còn có những này. Bạn muốn nói cái nào? Bạn muốn nói cái beside không có S hay là cái beside có S?
Ví dụ như tôi nói là all the girls need to leave, okay? All the girls need to leave. Besides you. Tất cả các đứa nào là con gái đi ra hết trừ mày. Hả? Thì mình sẽ dùng cái chữ besides you. Okay? I am sitting right beside you. Tôi ngồi ngay bên cạnh bạn. Thì cái chữ beside này nó không có s. Alright. Besides, through the story, Trần Tiến makes me know more about girls' life in the last century. À, ý bạn này nói là ngoài những cái chuyện tôi mới nói ra đó, thì Trần Tiến còn cho tôi biết thêm về cái cuộc sống của những cái cô gái này thời xưa. Hả? Thí dụ như vậy đi, cái bạn này bạn muốn nói. Nhưng mà cái kiểu nói này vô duyên quá. Bạn đừng dùng chữ besides nha, bạn sẽ dùng chữ furthermore thì nó hay hơn. Bạn nè, you love the melody and you love every single word of it, hoặc là you love the lyric of it, okay? Furthermore, thêm nữa là ý của bạn nói là bạn thêm vào đó nữa đó, bạn còn biết được thêm cái điều gì đó nữa, thì mình không có nên dùng cái chữ besides, okay? Alright. Vậy thì mình sẽ dùng thêm vào đó nữa là mình sẽ dùng là furthermore, okay? Furthermore, Trần Tiến, okay. Trần Tiến gì? Makes me know. Đừng có dùng cái chữ là makes me know. But he what? He taught you. Okay. He gave you a chance to learn more có nghĩa là biết được về đó, chứ không phải học về đâu nghe. To learn có nghĩa là mình biết được một cái chuyện gì đó. Okay. So furthermore, Trần Tiến gave me a chance to learn more about girls' life back then in the gì đó. Okay. In the old days. Let's say like that. In the old days. Okay. Furthermore. Mấy giờ rồi mà sao điện thoại vẫn còn reng, khổ ghê thiệt tình. Furthermore, hai chữ nha. Furthermore, Trần Tiến gave me a chance to learn more about girls' life là mình nên viết là women's life không, hay là mình viết là girls' life? Viết về hay hơn nè. To learn more about a typical woman's life, số ít nha. Learn more about a typical woman's life. Có nghĩa là Trần Tiến cho tôi một cái cơ hội biết thêm về một cái cuộc sống tiêu biểu của người con gái cái thời xưa. Ok. Furthermore là hai chữ mới nói, cứ viết như vậy hoài. Furthermore nó là hai chữ, chữ further và chữ more. Furthermore. Okay. Furthermore, Trần Tiến gave me a chance to learn about. Chứ đừng có learn more about. Tại ở trên mình đã có furthermore rồi, xuống dưới lại more nữa, nghe cái câu nó kỳ cục lắm. Okay. Furthermore, Trần Tiến gave me a chance to learn about a typical woman's life in the old days. Days. In the old days.
Ok, rồi. Thế là chúng ta đã hoàn thành xong một cái nhiệm vụ là sửa hai cái bài cho cái bạn này. Mệt thiệt là mệt. Thôi mai mốt đừng có ai kêu tôi sửa cái bài chị tôi nữa nha. Trời, tôi sửa quá trời cái bài chị tôi này, đến nỗi mà tôi bị sốc vì chị tôi luôn rồi đó. Gớm quá. Với lại mai mốt cái ông cái bà nào ra đề làm ơn đừng có ra đề son tiếng Việt dịch ra tiếng Anh nữa đi. Trời ơi, ngồi mà dịch mà phát ớn cả sửa bài mấy cái đó hả, đi vào phòng chờ đi, từ từ thế nào cũng có người sửa. Nhưng mà cứ lâu lâu tôi đem một bài lên, bài nào mà có người nào ngồi ở trong đây thì đem ra nói. Tôi thích đi tìm bài mà vòng vòng có bài nào nó hay hay tôi đem ra tôi sửa. Còn tôi đi mà tôi sửa mấy bài nước mắm mà cho nó thêm mùi cheese với lại mùi milk với lại mùi yogurt nó hơi khó đó. Tại nhiều khi mà mình tự mình viết ra thì cái câu của mình nó ra rất là tự nhiên, mà khi mình đọc được một cái bài của người ta rồi bây giờ mình phải sửa cái bài của người ta làm sao mà cho nó sao một cách natural thì nó khó quá đi. Nó nó giống như là tự nhiên mình bị ép vào trong một cái ý mà nó không có phải là ý của mình đó. Ok. Mà mình cứ bị nó cứ bị bounce, cái đầu óc của mình nó cứ bị bounce vào cái ý người ta đem nó ra rồi mà mình biết là người ta muốn nói cái gì. Nhưng mà tự nhiên mình không có cái ý nào để mình có thể mà mình cho nó thành một cái câu mà nghe cho nó professional một chút xíu. Đó, thí dụ như vậy thì nhiều khi nó cần phải spend a little bit more time. What I'm doing right now is I'm doing it on the fly. Right, I'm doing it on the fly có nghĩa là nhìn đến đâu bịa ra đến đó, nhìn đến đâu bịa ra đến đó. Thì sometimes cái câu văn nó không có được như ý của mình muốn. Like khi mình muốn viết á, một người người ta viết mà muốn cho hay đó, viết đọc lại sửa lại đọc, đọc 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 tiếp, không đồng ý chỗ này gạch 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 sửa lại tiếp xong lại đọc lại thêm một lần nữa. Mà các bạn biết mà muốn viết văn cho hay đó không có nên sửa mà trong một lúc sửa hết được liền được đâu. Bỏ đi ngày, bỏ một ngày, ngày hôm sau đọc lại viết, bỏ đi tuần sau đọc lại viết. Các bạn biết mỗi lần bạn làm như vậy tự nhiên nó ra thêm nhiều ý tưởng và nó thêm ra cái óc của mình nó không có bị luẩn quẩn. Nó không có bị luẩn quẩn. Bởi vì khi mình cứ nhìn 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 vào một cái bài văn viết rồi một hồi tự nhiên cái đầu của mình nó có bị quay vòng 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 vòng, có nhiều đó idea rồi mà mình thoát không ra được cái vòng quay của nó. Ok. Gì nữa đây? Mấy cái bạn gì bạn Tigon bạn post cái gì lên mà không thấy câu hỏi cũng chả thấy cái gì vậy trời. Mấy cái bạn này bị cái gì vậy, đang mộng du hả? Bạn Quyên post lên hỏi là thầy cho con hỏi hỏi có cái mặt nó chĩa lên vậy là cái chữ gì vậy? Cái mặt chĩa đó là cái chữ gì vậy? Cái nút nào? Odd one hả? Oh, odd one out hả? Okay. Odd one out. Finish, difficult, different, boring. Có bao nhiêu chữ tất cả? 1, 2, 3, 4. Okay, finish. Difficult, different, boring. Làm cách nào để thấy thấy cái nào mà nó khác nhau gì phải không? Thì bây giờ mình nhìn về ha. Difficult, different, boring. Nó có diễn tả cùng một những cái trạng thái không? Thấy không? Difficult, different, boring, tất cả cái nào đều diễn tả về trạng thái, tất cả đều là một adjective.
It is difficult, it is different, it is boring. Mình có nói là it is finished được không? Có được không? Trả lại. Can you say it is finished? Được không? Yes hay no? No hay yes? Câu trả lời là no, 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 can do, no, 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 can do, right? No can do. You can't do it. Không biết hả trời, mình để chữ nè. It is difficult. Okay. It is different. Okay. It is boring. It is finished. Đó, mình nhìn vô vậy thôi. Okay. Thì mình thấy là sau động từ to be thường nó phải là một adjective, đúng không? Mà bây giờ tự it is difficult thì được, it is different thì được, it is boring thì được. Mà cuối cùng it is finished thì lại không được. Bởi vì nếu mình muốn sau động từ to be nó phải là một adjective, chữ finish này mà mình muốn biến thành một adjective, mình phải bỏ một là in vào trong đó, hai là mình bỏ ed vào trong đó. It's finishing hoặc là it's finished, right? Either is finishing or is finished. Nhưng mà trong cái câu của mình nó lại chữ finish. Vậy thì cái chữ finish này có phải là nó là odd one không? Có bốn đứa mà có ba đứa nó cùng một cái nhóm với nhau, chỉ có một mình nó bị stand out. Cho nên mình bỏ nó out. Nói chung là bé Quyên bị dốt về từ loại. Bây giờ bé Quyên phải học lại từ loại của chúng nó. Nhìn mà không biết từ loại gì, là đi làm mấy cái trò này là trò hè à? Học cho kỹ càng đi rồi mới đi làm test chứ. Hơi khó à? Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và nấp biển, quyết chí ắt làm lên, dốt đến đâu học lâu cũng biết, học thầy không tày học bạn. Đấy, nhớ chưa? Một cây nằm chẳng lên lon, một đống cây chụm lại lên một ngọn lửa cao. Thấy có nghe cái câu đấy chưa? Câu đấy là câu của tớ đấy. Quên, một đống cây khô chụm lại thì mới lên một ngọn lửa cao nhé. Ok. Thôi hết rồi. Bây giờ chúng ta coi như là thế. Ủa, Anit có cái đi vào trong cái forum đấy không vậy? Sao tớ đâu có thấy tên của Anit đã nằm ở trong đấy đâu? Sao bạn Anit bạn nói là bạn có, thật là nửa người nick khác à? Ôi dồi ôi, đi học mà lại còn núp núm mà mang nick khác vào, đến là khổ. Ôi rồi, cái con mụ bot giờ này vẫn còn ngủ, vẫn còn thức đây à? Ôi, con mụ này con mụ ma đêm hay sao thế? Không bao giờ thấy mụ ấy đừng ngủ nhé. Sáng thì dậy sớm, khuya thì ngủ thật là trễ. Không biết là một ngày mụ ngủ bao nhiêu tiếng nhỉ? Ôi nhưng mà các bạn, đố các bạn biết là một ngày đố các bạn là một ngày mình nên ngủ bao nhiêu tiếng thì nó gọi là the most efficient. Một ngày chúng ta nên ngủ bao nhiêu tiếng thì nó the most efficient. Câu trả lời là 7 tiếng nha các bạn nhé. 7 hours. Một ngày ngủ 7 tiếng là the most efficient. Ok. Ngủ quá cũng không tốt mà ngủ ít hơn cũng chả tốt. Cho nên là ráng ngủ đi. Sao đủ time để work á?
Thế làm sao mà enough time to work chứ không có đủ time working? À, tùy theo mình làm nghề gì. Có người người ta làm 4 tiếng một ngày người ta vẫn sống khỏe re, có người 1 tiếng một ngày cũng sống. Có người làm quần quật 20 tiếng một ngày cũng chả sống nổi. Tùy theo cuộc đời mỗi con người thôi nhá. Bạn ráng bạn tìm cái lẽ lý lẽ sống cho cuộc đời bạn đi, là bạn thấy cái gì nó cũng đủ cả. Hôm nay là tớ sửa được rất nhiều người thôi mà tớ mệt quá tớ không sửa được nữa. Bây giờ có ai muốn lên không? Hay là mấy giờ rồi, 11 giờ mấy rồi nhỉ? Thôi hát hò cái gì giờ này, chỉ có đi ngủ với hoặc là chửi ai đấy thôi chứ hát gì giờ này. Rồi có ai có câu hỏi gì nữa không? Ồ, với lại mọi người phải ráng làm bài tập cho xong đi nhá, đừng có lười biếng nhá. À, đến phiên mình bà ra bài tập gì thì phải ráng mà làm đi. Nghe giọng tớ biết tớ mệt à? Không phải là tớ mệt đâu mà tớ sửa bài tớ thấy mệt óc quá. Ngồi đấy mà sửa mà phải vắt óc ra sửa mấy cái câu mà trước work như thế rất là khó. Lịch học gì bạn? Thôi giờ này mà hát cái gì? Ồ, cái lớp writing ấy à? Ai biết? Cái lớp writing hình như đâu có lớp học gì đâu. Cái lớp writing là cứ đi vào trong đấy rồi người ta cho mình bài tập rồi mình cứ ngồi đấy mình làm thôi ấy mà. Ồ, lớp sửa bài à? Lớp sửa bài nó theo thời tiết bạn ạ. Bữa nào dời nắng thì nó nắng, mà bữa nào dời mưa nó mưa, bữa nào trời dời lâm râm thì nó lâm râm. Cũng chẳng có một cái gì gọi là biết chắc cả. Nhưng mà thời tiết thế nào ạ? Thì tùy theo thời tiết thì nó làm sao thì nó thế ấy. Mình cũng chẳng biết được. Nói chung là bạn cứ đi vào trúng giờ nào là hên xui may rủi. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Không có duyên gặp nhau cũng chẳng thấy mặt. Mà nếu có duyên thì không thấy mặt thì cũng như là người vẫn quanh đây. Đấy. Cái gì mà giống mua vé số, nó còn hơn mua vé số nữa đấy. Bạn mà gặp tớ ấy, có nghĩa là bạn có một cái duyên kinh khủng thì bạn mới gặp tớ. Và bạn có một cái số hên mà rời ban ngàn năm có một thì bạn mới gặp tớ. Bạn không tin à? Không tin tớ nói cái gì, nói thế là tớ nói đúng à? Người nào không tin thì từ từ nhá. Những cái lời nói của gọi là cao nhân ấy thì nó phải take time thì người ta mới hiểu được, chứ mà còn mà nói ra mà hiểu ngay thì đấy không phải là lời của cao nhân nữa. Ủa, các bạn có đọc tin thời sự không? Chắc sắp sửa trong đời của các bạn sẽ thấy chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra đấy. Cho nên là các bạn ráng thu xếp hành trang đi nhé. Cái bạn bé Quyên kia mà còn nói nhảm nói nhí nữa, mình bạn có tin là mình đập một phát là bạn nát ra như con ruồi không? Bây giờ mà lo chi xa, tớ nói thật đấy chứ mà. Đi đâu được bây giờ ấy à? Thế chiến thế giới thứ ba mà xảy ra thì chúng ta chui vào nhà làm không được cái gì hết.
bởi vì chúng ta cũng chết thôi. Thế thì bây giờ chúng ta làm cái gì? Con người ai mà chẳng chết một lần, nhưng mà chết làm sao cho nó đừng có đau đớn, đúng không? Chết mà đau đớn quá như thế này thì sao mà chịu nổi. Sống chết có số cả. Thế bạn số mấy thế? Bạn có thể nói cho mình biết là bạn số mấy không? Bạn số 7 à? Bạn nói gì mà. Thế ai số 1 và ai số 6? Ai số 5? Nhà bạn có bao nhiêu người? Bạn có thể đếm số cho mình cho mình nghe không? Nếu chiến tranh xảy ra thì không nghe tớ hô class nữa, khổ thế. Bạn ạ, à, nếu chiến tranh bạn sẽ không thấy mình hô class nữa, nhưng mà lúc đấy mình sẽ làm tường thuật viên để mình đếm cho bạn là số mấy nhé. Không ai chết, chả có con ma nào chết giống con ma nào cả. Nhưng mà mình bảo đảm với các bạn là cuộc đời này của các bạn, trong cái lifetime này của các bạn sẽ thấy chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra. Nếu như người nào không tin tớ thì hãy đặt đặt cược nhé. Ok. Ồ, đến bạn Tigon. Bạn ấy nói là ai đấy lại nữa. Các bạn sửa kìa. I saw Lan và Điệp. I saw Lan và Điệp walked along the riverside today together. Together yesterday. Ok. Thì bạn saw yesterday đúng không? Có nhớ hồi nãy mình đã dạy rồi không? Hôm qua thì mình là saw, nhưng mà sau cái động từ saw nó có thêm động từ khác, mình không có được conjugate nó, cho nên nó là I saw Lan và Điệp walk together hoặc là walking together, đúng không? Hoặc là walking along mới được. Mà lại còn chơi nguyên một cái câu chú thích ở trong đấy là never conjugate a verb after verbs of perception like feel này nào. Đã biết rồi thì sửa đi. Hay là bạn không hiểu cái câu never conjugate a verb after verbs of perception? Bạn có hiểu cái câu đấy không? Yes hay no? Trả lời đi cái bạn Tigon kia. Không hiểu thì lần sau nói là xin ơi, làm ơn comment bằng tiếng Việt cho em. Nói thế thì tớ viết bằng tiếng Việt cho nghe. Còn không thôi tớ cứ phang tiếng Anh đấy. Hello, bạn Tigon có bị khiếm thính không mà sao lâu thế? Hỏi một câu mà từ nãy đến giờ, giờ này còn chưa trả lời. Không biết hỏi câu đấy sửa sao ạ? Đấy, tớ bây giờ tớ dịch tiếng Việt nhé. Đừng bao giờ chia thì một động từ sau những động từ chỉ ra những nhận thức, giống như từ feel, từ notice, từ observe, từ see, từ smell và từ watch. Thì chữ so nó là một quá khứ của chữ see đúng không? Cho nên là chữ chữ so nó cũng là một cái verb of perception. Nếu nó là một cái verb of perception thì chúng ta không chia những cái verb sau nó. Cái verb sau nó là cái verb walk. Mà nếu chúng ta chia thì chữ walk nó mới biến thành cái chữ walked. Có ed. Mà cái luật thì nó nói rồi, đừng bao giờ chia nó mà cứ giữ nguyên như thế rồi bỏ nó vào trong đấy. Hiểu chưa? Cái luật hồi nãy nói ra là một là giữ nguyên không có to, hai là bỏ ing vào, ba là chúng ta có thể sử dụng một cái past participle có ed mà được dùng như là một tính từ. Đấy,
tùy theo cái context của chúng ta làm như cái gì nhé. Khỏi nói, có người thu âm tớ rồi, tớ không có cần thu âm đâu. Ok. Rồi hết rồi nhá. Thôi bây giờ mình đi xuống, xin mời bạn nào ngứa mồm hoặc là ngứa tay ngứa chân bước lên nhé. Có nên viết câu hỏi trong bài viết không ạ? Thì tùy theo cái bài, nếu mà bạn được gia nhập vào trong cái nhóm đấy đấy, người ta cho bạn bài viết đấy thì bạn cứ theo cái bài người ta cho rồi mình viết ra thôi. Còn có nên viết cái gì không thì tớ chẳng biết. Tại vì tớ cũng chẳng để ý là cái bài tập nó là cái gì, tớ cứ nhìn là tớ sửa thôi, chứ tớ cũng chẳng có coi là cái bài tập đấy là cái gì cả. Trời, dễ mà, có cái software mà không có cần phải trả tiền, nó gọi là Audacity, I think. Audacity. Nó hoàn toàn miễn phí, download về nhà là tha hồ mà thâu thôi, thâu đến xe đêm sáng ngày, bữa nào mà nó thâu mà nó chạy hết luôn cái hard drive ra thì lúc đó nó mới ngừng thôi. Hoặc là bữa nào mà nó cúp điện thì nó mới ngừng lại thôi. Ok. Giờ bạn mới biết là giọng của mình nghe hay hay sao? Trời ơi. Có ghi màn hình máy tính được không hả? Nếu mà muốn ghi màn hình máy tính, bạn cần phải có một cái software để mà nó chụp lại màn hình máy tính nghe. Cái đó nó gọi là Camtasia. Bạn có bao giờ bạn nghe cái software gọi gì chưa? Camtasia. Lâu lắm rồi mình không có xài cái software này. Ngày xưa mình hay là xài cái software này để mình chụp hình lại những người đào đẹp 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 đó. Mình chụp lại hết, xong rồi mình tung lên YouTube mình bán. Đúng rồi, nó gọi là Camtasia đó. Cái gì thấy khoai lang hột bích không biết ghi kiểu gì, làm sao tôi cũng hiểu, tôi đọc tôi không hiểu thì làm sao mà tôi biết. Các bạn biết cái bạn mà có cái nick là Calatia này không? Bạn này tên là Kim Anh. À, bạn này là bạn gái trên mạng của cái tên Việt Lighthouse, ok? Hôm nay mình mới khám phá ra một điều nữa là có ở trên mạng này có thêm một người cũng tên là Kim Anh. Thế là hồi sáng hai đứa nó quánh lộn với nhau mà muốn chào máu để giành giật nhau cái bạn Việt Lighthouse, ok? Cái bạn Việt Light này nè, đi cua gái tầm lum ở trên mạng, không biết làm sao để cho cái bạn Cathy là này đi vào trong webcam show hình lên, xong rồi kêu anh Việt ơi em tên là Kim Anh. À, bây giờ Việt đi đâu cũng hai Kim Anh của lòng anh. À, thiệt là mệt. Thôi không có sửa bài nữa, một ngày sửa bao nhiêu đó thôi, họ ngồi họ nghe đủ rồi. Mà oan ức cái gì mà oan ức. Đó, cho nên mai mốt các bạn gặp cái bạn mà Katila này nha, là các bạn biết là Kim Anh, ok? thôi bây giờ mình để cho Maya lên nè, để coi có Maya còn ở đây không. Are you still here, Maya? Còn cái con cu gấu này nè, mụ này toàn là nhiều chuyện không à, ở trên Power Talk bao nhiêu năm rồi mà không có học hành được cái gì hết trơn á. Đầu thì dốt dốt đặt cán mai mà lai cán gỗ.
Toàn là đi nói bậy nói bạ, rồi toàn là đi nói lung tung sà bần. Người ta dạy học thì ngồi ở dưới nói tầm bậy tầm bạ, lúc học thì không chịu học, chỉ có lo ra nhảy đảnh 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 lên đành đạch, già rồi mà cứ như là con nít vậy đó. Ủa, lợi dụng cái gì đâu bà viết cái gì lợi dụng gì. Rồi bạn bạn live hỏi là cái gì? CN cho mình hỏi học về vocabulary thì học sao, phải không? Thì học sao? Học sao rất là dễ. Bạn bạn học vocabulary tất nhiên là đầu tiên là bạn phải biết nó là nghĩa gì, nó có bao tiếng. Tiếng Anh nó hơi khác với tiếng Việt là một từ nó có thể là nó có rất là nhiều nghĩa, ok, và một từ nó có thể nó có rất nhiều cái từ loại, cũng một chữ mà nó có nhiều từ loại lắm. Một chữ mà nó vừa có thể là noun, nó có thể vừa là verb, nó có thể là danh từ hay tính từ gì đó, ok. Thì tùy theo mỗi từ như vậy, bạn khi bạn học một từ mới, bạn phải học coi nó có bao nhiêu nghĩa, nó được sử dụng như thế nào. Ok, cái đó cách là cách tốt nhất, chứ đừng bao giờ học cái từ đó xong rồi dịch qua tiếng Việt coi nó là cái gì, xong rồi cái học thuộc vậy. Tôi mà học là tôi học thành câu chứ tôi không học thành từ. Hồi xưa tôi học. À, các bạn lấy mình làm gương ngang, mọi người lấy mình làm gương ngang. Mình học tiếng Anh lúc mình đã lớn giống như bạn, cái lưỡi đã cứng đờ giống như bạn rồi đó. Rồi lúc đó mình mới học tiếng Anh thành ABC đó các bạn. Ai nghe mà tin thì tin, mà không tin thì thôi nghe. Nhưng mà I'm telling you the truth, ok. Vậy trong 30 phút CN nghĩ là sẽ học được bao nhiêu từ? Trong 30 phút mà tôi không biết, giờ óc của tôi nhanh lắm, giờ tôi nhìn thấy một từ mới có thể tôi nhớ. Hồi xưa tôi nhớ không được nhanh giống giờ, nhưng mà bây giờ nếu mà có một người nào đó nói một từ mới ra một cái là có thể tôi nhớ luôn. Nhưng mà hồi xưa thì phải học một chút xíu, ok, phải hơi ráng chú tâm nhớ nó một chút xíu. Nhưng mà tại bây giờ đó thì tôi có thể là tôi biết cái cách làm sao để nhớ, có nghĩa là làm sao. Cái phương pháp đó tiếng Mỹ nó gọi là mnemonic. Mnemonics là một cái phương pháp mà mình dùng một cái picture, hay mình dùng một cái câu chuyện, hay là mình dùng một cái hoàn cảnh để mình lắp cái chữ mà mình muốn nhớ nó đi vào trong cái hoàn cảnh đó. Tự nhiên mình nhìn cái hoàn cảnh đó là mình nhớ đến cái chữ đó. Alright. Thì đó là một trong những cái phương pháp để làm cho mình nhớ kỹ càng hơn. Chứ tôi không có học từng chữ. Chữ này có nghĩa là này, chữ này là nghĩa kia, chữ tôi không có học như vậy. Ok, thí dụ giờ tôi nhìn mặt cái bà cu cu gấu đi là tôi biết là gian xảo, thí dụ như vậy. Tôi cứ nhìn cái nick đó tự nhiên nó hiện hai cái chữ gian xảo. À, xong rồi. À, thì đó cái khái là mình mới associate, ok, mình mới associate cái chữ gian xảo vô cái nick đó. Ngày mai mốt mình cứ nhìn thấy cái nick đó là mình thấy như vậy thôi. Ôi trời, cái bà gấu bà già lắm rồi mà bà nói bậy lắm. Bậy bà. Gấu cũng là một tình địch của Catila đó. Catila với gấu là hai người này là yêu cùng một đứa là con dịch Lighthouse thôi. Đừng có trợn mắt nữa đi. Bà này bậy bạ lắm. Suốt ngày cứ ngồi chat bậy chat bạ với lại con dịch Lighthouse, xong hôm bữa cãi lộn với lại Catila quá trời. Đem ra nhiều lần thì sẽ nhớ được đó bạn. Very good.
idea đúng rồi, dùng nhiều lần sẽ nhớ. Giống như Sinner ngày nào á, Sinner cũng vô, Sinner nghe Minh Tâm riết rồi giờ Sinner thuộc hết mấy cái bài của Minh Tâm luôn. Bài thơ Minh Tâm làm đó. Ta hẹn gặp nhau chốn thiên đàng, không danh không lợi chẳng giàu sang, không có không có oán thù lòng ích kỷ, chỉ có tình thương ánh đạo vàng đó. Ok, nhớ nhớ mấy cái đó là coi như là, nói chung là ngày nào mình cũng học thì từ từ mình sẽ nhớ hết thôi. Nhưng mà cái thơ của bà nó nhảm nhí suốt ngày, có nhiêu đó làm hoài nghe phát mệt. Tôi chỉ thích vào tôi làm thơ cho bà nghe thôi chứ tôi không thích nghe thơ của bà. Thôi mình đi xuống này, mình nói nhiều quá, cứ mỗi lần mình định xuống các bạn lại hỏi thêm câu hỏi làm cho mình mất công mình phải ở trên cái mic này nữa. Bye bye. This vending machine is out of order.